chương 171, cô nương này có thể thật đơn thuần. Ân. Quang Ninh sắc mặt nghi hoặc, chẳng những không mưu hại, còn có ngoài định mức phúc lợi tặng kèm. Là cái gì? Ngươi không phải đến hộ bộ vòng chức xong, cái kế tiếp địa phương còn không có có định ra. Đúng vậy a, à, ngươi liền cái này đều biết. Từ hắn trực luân phiên hộ bộ phía sau, đã đi qua vài ngày, mà trạm tiếp theo đến đâu, vẫn còn không có động tĩnh. Thứ nhất là bởi vì hắn mang theo hộ bộ sổ sách vấn đề, còn có một nguyên nhân là mấy cái bộ nha đều không muốn để cho hắn đến. Liền ngay cả cùng hắn có chút quan hệ hộ bộ thượng thư Lô Chiếu Linh đều thái độ không rõ, những người khác có thể nghĩ. Hộ bộ vòng chức phía sau, ông thần chi danh truyền khắp triều đình. Thật sự là sợ a. À. Không chỉ là mấy vị này chủ quan, liền là những quan viên khác cũng đều chống lại nghiêm trọng. Vạn nhất xảy ra vấn đề đâu. Giống lần này hộ bộ xảy ra chuyện, đều liên lụy ra hai cái viên ngoại lang, mấy lang trung. Lại có trước đó phế đế dư nghiệt sự tình, hiện tại triều đường quan viên thiếu rất lợi hại mà đây đều là quan ninh một tay tạo thành hiện đang một mực trì hoãn lấy để quan ninh đều có chút không chắc tiết giao mở miệng nói đã định ra ngươi hẳn là sẽ đến công bộ công bộ quan ninh cho là hắn muốn đến là lễ bộ bởi vì lễ bộ cũng là khuynh hướng với tước đảng phương diện triều đình lục bộ hình bộ không cần đến hộ bộ đã đến qua binh bộ vấn đề còn không có kết thúc mới binh bộ thượng thư đều không có định ra lại bộ cùng hắn có chút quan hệ cho nên có thế đến cũng chỉ có thể là lễ bộ cùng công bộ. Chỉ có thể nói, không tốt không xấu. Công bộ là nhất có thể làm ra thành tích địa phương, cũng là nhất không có có thành tựu địa phương. Duy nhất có chỗ tốt là, công bộ thượng thư quán thâu người cũng không tệ lắm, là một cái so sánh phải thiết thực người. Cũng có không xác định là, đại hoàng tử Tần Vương Tiêu đằng chỗ giám thị và quản chế liền có công bộ. Đối với người này ra sao thái độ, hắn còn không rõ ràng lắm. Hôm đó tại hộ bộ vị này Tần Vương từ đầu đến cuối đều không nói gì. Theo tiêu nhạc giao từng nói với hắn qua, đại hoàng tử hẳn là chư vị hoàng tử bên trong, có đủ nhất sức cạnh tranh, bị phong tần vương liền là tốt nhất chứng minh. Tần vương là phong vương bên trong tôn quý nhất người, đồng thời đương kim thánh thượng long cảnh đế, đã từng liền là tần vương. Nhưng là hắn cho tới bây giờ không có rõ ràng biểu thị qua, khuynh hướng với tuyết đảng vẫn là mai đảng. Quang Ninh trong nháy mắt suy nghĩ tránh qua. Hắn không thể không thận trọng, bởi vì quan hệ này lấy hắn có thể hay không kế thừa trấn Bắc Vương. Dựa theo cổ chế, các đại vương phủ định thế tử đều cần hoàng đế sắc phong, kế thừa vương vị cũng là như thế. Khả năng này là lúc đầu hoàng gia làm hạn định chế các vùng phiên vương một loại thủ đoạn. Tiếp giao lại nói tiếp, bất quá ta gia gia còn có cha ta đều tại tự mình tìm công bộ thượng thư, liền ngay cả tấn vương cũng đi tìm tần vương, hẳn là thỏa đàm, cho ngươi định khảo hạch, sẽ rất khó. Đa tạ ngươi. Quang Ninh xuất phát từ nội tâm. Tiếp giao liền loại này bí ẩn đều nói cho hắn biết, là đủ nói rõ nàng phan ruột không thể nghi ngờ. Đây đều là ta phải làm. Tiếp giao một trận ngượng ngùng. Có thể trợ giúp đến Quang Ninh, nàng rất vui vẻ a. À. Tuy nhiên hố cha, cũng hố gia. Nhưng cái này không trọng yếu. Ân. Không trọng yếu. Tiếp giao an ủi lấy chính mình. Ngươi liền ở ta nơi này tốt tốt đợi lấy, ta sớm cho ngươi xem bạch xà truyện thứ ba sắc. Luôn luôn muốn cho phan ruột điểm phúc lợi a. À. Thật sao? Đương nhiên là thật. Quang Ninh lại nói tiếp, với lại quan thị sở hữu Mỹ nhan sản phẩm, đều cung ứng ngươi thật sao đương nhiên là thật a à, ta thật sự là hạnh phúc tiết giao ức chế không nổi có thể cùng người sùng bái ở cùng một chỗ còn có thể hưởng thụ phúc lợi đây chính là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng sao tiết giao cảm thấy mình liền là hạnh phúc nhất người cô nương này có thể thật đơn thuần quang ninh không khỏi cảm thán hội phan phan quả nhiên điên cuồng bất quá ta ưa thích cái này nếu để cho tiết khánh biết rõ sợ rằng sẽ khóc chết bồi phu nhân lại xếp binh a ý niệm tới đây. Quan Ninh đối tiếp giao thái độ càng ôn hòa, cho nàng hoa lấy mặt, lại giảng lấy bạch xà chuyện cố sự, lại không lúc đùa. Tiếp giao sao có thể chịu đựng được loại chiến trận này, sắc mặt đỏ bừng thành một mảnh. Phanh. Liền tại lúc này, cửa vang lên một thanh âm. Quan Ninh quay đầu, chỉ thấy Tuyên Ninh công chúa đứng tại cửa ra vào, mặt không biểu tình, vừa rồi chính là nàng cố ý gõ cửa. Đây là ăn dấm. Quan Ninh nhìn thấy Tuyên Ninh công chúa sắc mặt khó coi, bận biểu đi qua giải thích một phen, nói hết lời mới là hòa hoãn chút liền là đến nhà ta cho mượn ở vài ngày không có cái gì việc khác ngươi là nhà này nữ chủ nhân muốn xuất ra khoan dung có biết không nghe được nữ chủ nhân ba chữ này tuyên ninh công chúa biểu lộ mới khôi phục bình thường nàng đi đến tiếp giao bên người cũng không biết cho nàng viết cái gì rồi mới liền kéo lấy đi nhìn lên đến trả rất hài hòa nhiều nữ nhân kỳ thực cũng thật phiền toái quan ninh bất đắc dĩ lắc đầu đang chuẩn bị lại đến tìm tiền đại phú đàm một số chuyện Lúc này Ngô quản gia lại tới bẩm báo. Thế tử, trong triều vừa truyền ra tin tức, ngày mai buổi trưa lúc, muốn đối cái kia chút phế đế dư nghiệp chém đầu răng chúng. Ta biết. Quang Ninh trả lời một câu. Lúc trước hắn liền phân phó qua lão Ngô nếu có phương diện này tin tức cùng lúc thông tri hắn. Hiện tại cuối cùng có kết quả. Hắn tuy nhiên không có quá nhiều chú ý, nhưng đại khái cũng hiểu được. Vụ án này liên lụy thế nhưng là không nhỏ. Chỉnh thể ra xuống tới, trong triều lấy cùng địa phương càng thêm đứng lên cơ hồ có gần ngàn người vụ án này cũng được xưng là đặng khâu án. Hắn là dương danh. Bởi vì chỗ tra người đều là cùng đặng khâu có quan hệ. Hắn là binh bộ tả Thị Lan, từng tại địa phương ngồi qua tri phủ, châu mục, lại có tại quân đội đợi qua. Những địa phương này cơ hồ đều có hắn đề bạc qua, thân cận hơn người, cơ hồ đều gặp nạn. Long cảnh đế không có lưu tình, hắn rất rõ ràng liền là thà giết lầm, không có để qua. Quan ninh tâm tình có chút nặng nề. Bên ngoài cảm thấy không thèm để ý, kỳ thực đặng khâu chừa cho hắn lá thư này, hắn vẫn luôn nhớ kỹ. Ngày thứ hai, Quang Ninh đến pháp trường. Hắn cảm thấy có tất mau mau đến xem, hoặc là nói tiến hành cuối cùng nhất xác nhận. Pháp trường người đông tấp nập, ba tầng trong ba tầng ngoài đều là người, mà tại khu vực trung tâm, có vũ trang đầy đủ vệ binh hộ lấy. Quang Ninh đương nhiên là có thể đi vào đến. Như không có hắn mở đầu, chỉ sợ cũng sẽ không có dạng này kết quả. Là tới thăm ngươi thành quả sao? Phùng Nguyên cười hỏi lấy. Hôm nay giám trảm quan không là người khác, chính là vị này thái giám tổng quản. Cái này cũng đủ rồi nói rõ Long cảnh đế coi trọng. Phùng Nguyên liền là thay thánh mà đến, cũng biểu dương Long cảnh đế quyết tâm cùng thái độ. Phùng tổng quản có câu nói khả năng ta hỏi nhiều, trong những người này cũng không hoàn toàn đều là phế đế dư nghiệp đi. Giám trảm còn không có chính thức bắt đầu. Quang Ninh phía trước đáp lấy lời nói. Khẳng định a. À. Phùng Nguyên mở miệng nói, bất quá cái này đều không trọng yếu, đây là thánh thượng ý tứ, chính là muốn chấn nhiếp có thể ngài có hay không nhớ qua, có lẽ dạng này rất lung tung, ngược lại là phế đế dư nghiệp muốn nhìn đến. Phùng Nguyên nao nao, lập tức lắc đầu nói, đây cũng không phải là chúng ta nên cân nhắc. Nhanh bắt đầu, người xem đặng khâu bị dẫn tới, muốn tìm tìm hắn đi, đều là hắn mang ra. Có rất nhiều tội phạm bị áp lên pháp trường, có thế đến nơi đây, từng đều có rất cao thân phận. Quang Ninh hỏi, ta có thể đi cùng đặng khâu nói vài câu không? Chương 172, đáng giá sao? như là người khác khẳng định không được, nhưng là ngươi liền không giống nhau. Phùng Nguyên mở miệng nói, tận lực nhanh một chút. Đa tạ Phùng Tổng Quản. Quang Ninh biết chắc là hắn cảm thấy mình muốn tìm đặng khâu trang bức, lúc này mới đồng ý. Kỳ thực hắn còn có rất nhiều nghi hoặc. Đầu tiên ra sân có 6 người, những người này từng đều cư chức vị quan trọng, còn có mấy trương gương mặt quen, có thể bị nhóm đầu tiên chém đầu kỳ thực cũng nói tính trọng yếu của nó. Bởi vì nhóm người thứ nhất số ít, cho nên cách xa nhau có chút khoảng cách, có nhìn thấy Quang Ninh tới, nhưng không ai phát ra âm thanh. Bọn họ đều bị tra tấn thảm. Chết đối bọn hắn mà nói, ngược lại là một loại giải thoát. Đặng khâu cũng là như thế. Hắn thảm hại hơn một chút. Quang Ninh chú ý tới hắn 10 ngón tay đều không, y phục lực lên lộ ra trên cánh tay che kính tinh mịn vết sẹo, đơn giản không cách nào nhìn thẳng. Hắn cúi xuống, nhìn lên đến không ai không có chút sức nào. Đã từng bị long cảnh đế coi trọng, lại có tước đảng bối cảnh, hắn như mặt trời giữa trưa. Bây giờ, lại thành bộ dáng như vậy hai cái hình tượng rất khó quen biết đứng lên, quan ninh chỉ là, hắn tại lưu lại trong thư như thế. Ngươi đến. Đặng khâu ngẩng đầu, nhìn quan ninh tự hồ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thanh âm hắn cực kỳ suy yếu, chỉ có cách rất gần có thể nghe được. Ta liền biết ngươi sẽ đến. Ngươi kiềm chế không nổi lòng hiếu kỳ, ngươi muốn biết thật giả. Đặng khâu nhìn thẳng lấy Quang ninh. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, là thật. Đáng giá sao? Quang Ninh ngồi sổng ở trước mặt hắn. Ngươi bỏ qua toàn cả gia tộc, chính mình cũng đụng phải không phải người tra tấn. Giá trị. Hắn tuy nhiên ngữ khí suy yếu, nhưng có thể nghe ra kiên định chi ý. Ngươi chứng minh ngươi năng lực, chứng minh mắt của ta chỉ là không sai. Đặng khâu mở miệng nói, với lại ngươi cũng không phải tranh thủ đến kế thừa vương vị thời cơ, ngươi đem có càng lớn trưởng thành không gian. Lời này để quan ninh nội tâm mãnh liệt giật mình. Hắn đột nhiên nhớ tới một câu. Tinh thần cường đại mới là thật mạnh lớn. Đặng khâu chính là như vậy người, hắn vì lý tưởng, vì khát vọng sẽ hy sinh hết thảy. Ta điều tra qua phụ thân ngươi xảy ra chuyện nguyên do, nhưng không có điều tra ra kết quả cụ thể, nhưng có một chút có thể xác định, trong này có rất sâu nội tình. Đặng Khâu lại trầm giọng nói, Long Cảnh Đế cái người này rất đáng sợ, hắn không phải mặt ngoài như thế, ngươi phải cẩn thận. Cụ thể ngươi có thể đến túy Hoa lâu tìm Hoa Khôi Diệp vô song, nàng là có thể tín nhiệm người. Ngươi có thể đi, nói quá nhiều dễ dàng khiến người hoài nghi, nơi này không biết có bao nhiêu người nhìn chồng chọc. Quan Ninh đứng lên đến hắn thật sâu mắt nhìn đặng khâu trầm giọng nói ta sẽ tra ra chân tướng sẽ theo chính mình suy nghĩ đi xuống đến ta chỉ có thể nói các ngươi hy sinh sẽ không uổng phí rồi mới hắn liền đứng dậy rời đi đặng khâu trong mắt dần dần có thần thái đó là một loại vừa lòng thỏa ý hắn không có nhìn lầm người rồi mới đầu hắn buông xuống xuống dưới hắn chết chưa chờ hành hình hắn liền chết thường nhân đã sớm không cách nào chịu đựng được những cái này tra tấn hắn một mực kiên trì lấy có lẽ liền là đợi thấy quan ninh một mặt. Hắn nhìn thấy, cũng nhận được chính mình nghĩ muốn biết rõ đáp án. Hắn mất đến chèo chống. Chết. Lúc này phụ trách hành hình đao phủ mò xuống hơi thở. Đặng khâu chết. Có âm thanh vang lên. Quang ninh thể xác tinh thần rung động, bất quá chưa ngừng bước chân, đi đến phía trước. Đặng khâu chết. Phùng Nguyên nhìn hắn. Đúng vậy a à, quá kém cỏi bị ta mấy câu liền cho tức chết. Quang ninh tùy ý nói lấy, để bốn phía quan viên đều là con mắt sững sờ ngươi cái này liền có chút tru tâm hắn có thể không kém cỏi phùng nguyên mở miệng nói ngươi căn bản cũng không biết rõ hắn chịu đựng qua bao nhiêu tra tấn có thể kiên trì đến hiện tại đã rất không dễ dàng cùng ngươi nói câu không nên nói lời nói kỳ thực đặng khâu loại người này thật đáng kính quan ninh tiến lên trước đến phùng tổng quản cái này không thể nói lung tung được a à. vậy ngươi sẽ cáo phát ta sao sẽ quan ninh biểu lộ trấn nặng ha ha Phùng Nguyên cười rồi mới sẽ tới chủ tọa bên trên. Hành hình muốn bắt đầu. Nhưng đặng khâu thi thể đã được an bài lấy kiên xuống đến. Hắn đã chết, cũng không thể chém chết đầu người đi, cái này cũng xem là tốt, có thể giữ lại toàn thi. Từng đám người chặt xuống đến. Quang Ninh biết rõ đặng khâu khai ra đều là có thể khai ra người, đồng thời phần lớn đều là tước đảng người. Lần này án kiện bên trong, đô sát viện tả đô ngự sử Ngô Thanh Côn, binh bộ thượng thư từ Trường Anh đều thụ liên lụy bị giáng chức, còn lại đại tiểu quan viên không biết bao nhiêu nghe nói, có mấy cái nhánh quân đội đều bị thanh tra. Nàng ảnh hưởng đã hiển lộ ra. Trong triều đình lòng người bàn hoàng, cực không an ổn. Mà lớn nhất được lợi người liền là Quang Ninh. Hắn đạt được kế thừa vương vị thời cơ, cũng ở kinh thành đứng vững gót chân, có càng lớn sức ảnh hưởng. Đặng khâu, là thật đáng kính. Quang Ninh chỉ cảm thấy có loại đau buồn cảm giác, không nhả ra không thoải mái. Hắn muốn lập tức đến túy hoa lâu, đến tìm hoa khôi dịp vô song. Hắn phải biết ở trong đó nội tình. Túy hoa lâu là trên kinh thành đứng hàng đầu thanh lâu lệ uyển. Không phải là bởi vì nàng lớn bao nhiêu quy mô, mà là bởi vì nơi này nổi tiếng kinh hoa khôi, dịp Vô Song. Người cũng như tên, tuyệt sắc vô song. Nàng hiểu rõ thi từ âm luật, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Mỹ nữ có rất nhiều, nhưng lại tài hoa mỹ nữ cũng rất ít. Những cái này liền là rất lớn thêm điểm hạng. Nghe nói gặp qua người nàng, không một không vì chi khuynh đảo. Mỗi ngày chờ người nhiều vô số kể, nhưng cũng không phải là đều có thể nhìn thấy nàng như thế thời gian dài, cũng không nghe nói qua người nào tại phòng nàng ngủ lại qua đêm. Nàng là kỹ, mà không phải kỹ nữ. Kỹ, thông kỹ, là kỹ nghệ. Nàng chỉ bán nghệ, không bán thân. Với lại đang tuyển người lúc, cũng không nhìn khách nhân nhiều tiền ít, mà là dựa vào bản thân yêu thích. Nghe nói nàng thích nhất thi từ, chỉ cần mang theo thơ hay từ đến, tất nhiên là có thể gặp một lần, nói không chừng liền có thể trở thành khách quý. Giờ phút này, túy hoa lâu đại sảnh vang lên vô số thở dài, lên một mảnh ồn ào nguyên do là bởi vì một câu liền tại vừa rồi túy hoa lâu hoa tỷ tuyên bố từ hôm nay dịp vô song đem không thấy bất luận cái gì khách đến thăm như vậy phong bế tại sao chúng ta hàng cái này lâu chờ như thế thời gian dài chính là vì lấp kính dịp cô nương phương dung thế nào liền không ra không phải có công tấu đúng vậy a à, chúng ta không thể trở thành nàng khách quý nhưng hoa chút ngân lượng nhìn xem công tấu cũng được a à. cái này không ra là ý gì khó nói ngay cả ta đoạn hòa ngọc mặt mũi cũng không cho có một cái mặt áo gấm, xem chi bất phàm người trẻ tuổi hô to lấy. Đoạn Hòa Ngọc Công tử này báo ra thân phận về sau, dẫn tới không ít người chấn kinh. Đoàn gia, ở Kinh Thành nhưng là chân chính thế gia đại tộc. Đoàn thiếu gia vậy mà cũng tới. Có người sợ hãi tháng phục. Đoàn thiếu gia phụ thân, thế nhưng là ngạc quốc công đoạn án, nghe nói nguyên binh bộ thượng thư từ trường Anh thụ phế đế dư nghiệp ảnh hưởng bị miễn chức, ngạc quốc công muốn tiếp nhận chức binh bộ thượng thư chức. Cái này đoàn thiếu gia thế nhưng là thượng kinh xa gần nghe tiếng đại thiếu, cùng tiết gia tiết kiến trung quan hệ vô cùng tốt. Đoàn thiếu gia thế nhưng là dịp tiểu thư đáng tin người theo đuổi, tốn hao không biết bao nhiêu, liền mặt đều không có gặp qua, hắn thế nào có thế không tức giận đâu. Xung quanh người nghị luận ầm ĩ. Bất quá, dịp tiểu thư cũng không phải hoàn toàn không thấy bất luận kẻ nào. Lúc này cái kia hoa tỷ nói tiếp, chỉ cần quan thế tử đến, nàng vẫn là gặp mặt. Chương 173, ta thích người khác đố kỵ ta cảm giác. Một mọi người vẻ mặt ngạc nhiên, ngươi vừa còn nói không thấy bất luận kẻ nào, bây giờ lại còn nói đối quan thế tử ngoại lệ, cái này ý gì? Bắt chúng ta không làm người, chúng ta lại cái nào? Đoạn hòa ngọc sắc mặt nhăn nhó, khó coi tới cực điểm. Tại cái này trước mắt bao người, để hắn mặt mũi để với làm gì? Hắn làm sao có thể chịu đựng? Ta đoạn hòa ngọc thế nhưng là ngạc quốc công phủ thế tử, ta là thiết định quốc công người thừa kế, chẳng lẽ còn không so được với qua cái kia chán nản thế tử? Đoạn hòa ngọc sắc mặt tức giận. Người đều là sĩ diện, mà hiện tại hắn mặt mũi một chút cũng không có, lại như thế nào có thể chịu được. Không có ý tứ đoàn công tử, đây là dịp tiểu thư yêu cầu. Hoa tỷ cười bồi lấy nói ra. Cho nên là không cho ta đoạn hòa ngọc mặt mũi. Không phải như vậy. Hoa tỷ có chút không biết nên thế nào nói, nàng đương nhiên biết rõ đoạn hòa ngọc là ai, tuyệt không thể tùy tiện đắc tội. Nhưng, quan thế tử đến. Quan thế tử đến. Liền tại lúc này cửa vang lên một mảnh ồn ào thanh âm. Mọi người ánh mắt nhìn đi qua, chỉ thấy tại mấy người chen chút dưới, có một người mặc tử sam, eo treo mỹ ngọc, tay cầm dao động quạt nhẹ nhàng thiếu gia đi vào đến. Hắn chính là Quang Ninh. Đây chính là túy hoa lâu A. À. Quả nhiên là rất không tệ A. À. Quang Ninh hiếu kỳ đánh giá lấy, cũng không khỏi tán thưởng. Đập vào mắt là một cái rộng rãi hoa lệ thính đường, mặt đất đều phòng lấy chăn mỏng, giờ phút này chính là buổi tối, cũng là lưu lượng khách hóc nhất thời điểm. Mỗi làm lúc này, hoa khôi dịp vô song đều sẽ ra ngoài công tấu. Cái gọi là công tấu, kỳ thực liền là công khai đánh đàn tấu nhạc đại sảnh đối diện với lầu hai chỗ có một cái bình đài nơi đó chính là nàng công tấu địa phương những tình huống này quang ninh cũng là nghe nguyên tử minh nói hắn từng tích lũy mấy tháng bổng lộc đến qua một lần phía sau trở thành tại đốc bộ ti nói khoác tư bản hôm nay tại pháp trường bên trên cùng đặng khâu trò chuyện qua sau này quang ninh liền có ý đồ đến liền tại buổi chiều tới vừa tiến vào nơi này quang ninh liền cảm nhận được phô thiên cái địa oán khí cái này cái gì tình huống quang ninh rất nghi hoặc ta đến đều không đến qua nơi này thế nào mà đắc tội nhiều như thế người quan thế tử đến chính cùng đoạn hòa ngọc giải thích hoa tỷ bận biểu nên tới tại lầu hai trên lan can nghiêng lấy các vị mỹ nhân cũng đều đôi mắt đẹp nhìn chăm chú giờ phút này quan ninh liền muốn hỏi một vấn đề hắn tên tuổi dễ dùng không nghe thi quân cùng từ quân nói qua lấy cái kia chút làm qua thơ chỉ cần đến thanh lâu lệ uyển đều không cần dùng tiền thậm chí các cô nương còn sẽ lấy lại suy nghĩ tránh qua quan ninh nói thẳng ta muốn gặp dịp cô nương cần cái gì điều kiện hắn đến mục đích liền là tìm dịp vô song cho nên nói thẳng ra bất quá người bên ngoài sẽ chỉ tưởng rằng hắn ham nàng mỹ sắc sẽ không hoài nghi còn lại dù sao ở kinh thành hâm mộ dịp vô song người không biết có bao nhiêu không cần bất kỳ điều kiện gì ta cái này sắp xếp cho ngài hoa tỷ trực tiếp mở miệng để người bên ngoài đều là một trận kinh ngạc quan ninh lại rất bình tĩnh chắc là đặng khâu đề cập với nàng trước nói qua nàng rất có thể là đang đợi lấy chính mình đến vậy ta trước đi qua các ngươi tại cái này tùy tiện chơi đều coi như ta. Quang Ninh quay đầu hướng lấy mấy cái người nói. Hắn mang đến liền là đốc bộ ti mấy cái bộ khoái, hiện tại là quan thị phái tống người vận chuyển. Năm người công trạng đều là tốt nhất. Bởi vì bọn hắn có võ đạo bản lĩnh, vô luận là cước lực vẫn là thuộc cưỡi ngựa đều tương đối có ưu thế. Người cùng người quả nhiên là có khác nhau. Nguyên tử minh nhịn không được cảm thán. Đi thôi. Ân. Ừ. Quan thế tử trở thành dịp cô nương khách quý, lại không nhàn hạ. Hoa tỷ cao giọng hô một câu lúc đầu bởi vì lúc trước đưa ra cũng làm người ta nhóm rất bất mãn. Cái này cao điệu nói ra, mọi người tự nhiên sẽ đem oán khí để tại Quang Ninh trên thân. Quang Ninh lập tức liền cảm nhận được. Hắn đại khái cũng biết nguyên nhân. Ghen ghét, khiến người chất vách tường phân cách. Hắn cần có nhất liền là oán khí. Lớn tiếng chút, lặp lại lần nữa. Quang Ninh thúc giục nói. Ân. Hoa tỷ đầy mặt nghi hoặc còn không có phản ứng kịp. Ta thích người khác đố kỵ ta cảm giác, để cho ta rất thoải mái. Hoa tỷ tỉ bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai quan thế tử là ưa thích khoe khoang. Vậy liền thỏa mãn ngươi, cũng bớt người khác quán trách. Ngươi liền hô diệp cô nương đi ra tiếp khách. Lời này, không thể nói. Hoa tỷ có chút do dự. Các cô nương khác có thể nói như vậy, nhưng Hoa Khôi không thể được. Ngươi nói, ta cho một thỏi vàng. Thật? Ta quan Ninh thiếu tiền. Hoa tỷ vui vô cùng. Người nào lại không ham tiền đâu? Hoa tỷ lúc tuổi còn trẻ cũng là một đời danh kỹ cao tuổi liền thành tú bà, gọi hàng là nàng tuyệt sống. Đây chính là báo danh. Có ai bị điểm đến, liền sẽ hô lớn một tiếng, đã nói lên cái cô nương này bị người chiếm, nếu như ngươi kiên trì còn muốn cái cô nương này, chỉ cần thêm tiền liền có thể. Đây là hoa tỷ độc hữu kiếm tiền phát môn. Nam nhân người nào không sĩ diện. Thật kích thích đến, còn quản bao nhiêu tiền, mặt mũi mới trọng yếu. Dạng này công khai ghi giá liền thành đấu giá, ít lợi gia tăng thật lớn. Nàng hít sâu một hơi, rồi mới lớn tiếng nói, Quan thế tử điểm đài, dịp cô nương đi ra tiếp khách rồi. Cái này một tiếng nói để toàn trường đều lập tức trở nên yên tĩnh. Dịp cô nương đi ra tiếp khách. Lời này tại túy hoa lâu có thể chưa từng nghe qua. Đoạn hòa ngọc sắc mặt nhăn nhó, hắn không tin đều nói như vậy, dịp vô song còn có thể tiếp đãi quan ninh. Không phải liền là viết mấy cái thủ phá thơ. Lại tính toán cái gì? Tới rồi. Liền tại lúc này, tầng cao nhất một cái phòng truyền ra một đạo giọng dịu dàng. Chỉ là thanh âm, cũng làm người ta vô hạn mơ màng. Ẩn chứa trong đó kiều mị tự hồ thấu qua hai chữ liền truyền tới. Diệp vô song sở dĩ trở thành hoa khôi, cũng không hoàn toàn bởi vì hắn sắc đẹp tài nghệ, mà là bởi vì nàng ngàn mị nhiều kiều. Khí chất có thể thanh thuần, có thể kiều mị, có thể lãnh diễm, có thể sống sống. Nói nói như thế, nhưng liền nàng kiều mị đều không có nhìn thấy qua. Bây giờ lại nghe được. Chỉ bất quá mọi người càng khiếp sợ là, nàng lại còn có đáp lại. Trả về ứng như thế không kịp chờ đợi trong đại sảnh người đều sắp điên. Quang Ninh trở thành nam nhân công địch. Tại sao? Tại sao có thể như vậy? Đoạn Hòa Ngọc đứng ra, hắn lớn tiếng nói, đứng lại cho ta. Hắn không thể chịu đựng dạng này đánh mặt. Cái này nếu là truyền ra đến, hắn còn thế nào lăn lộn? Ngươi là ai? Quang Ninh hiếu kỳ nhìn hắn, trên người người này oán khí nặng nhất. Ta là Đoạn Hòa Ngọc. Hắn ngạo nghễ nói. Ở Kinh Thành hắn đều là vô cùng có thanh danh tồn tại. A, à, không biết, Quang Ninh lắc đầu, lại làm cho đoạn hòa ngọc sắc mặt trong nháy mắt trướng đỏ bừng. Trước mắt bao người, mọi người đều là nhìn. Cái kia quan thế tử, đoàn thiếu gia thế nhưng là ngạc quốc công phủ thế tử. Hoa tỷ lời còn chưa nói hết, liền bị Quang Ninh trực tiếp đánh gãy. Ngạc quốc công phủ. Rất lợi hại phải không? Có thế so ra mà vượt ta trấn bắt vương phủ. Quốc công cùng vương gia, thế nhưng là có cấp bậc chi kém, ngoài ra ta lập tức liền phải thừa kế trấn bắt vương vị, chỉ là một cái thế tử, ta còn không nhìn ở trong mắt. Quan Ninh căn bản vốn không để ý tới đoạn Hòa Ngọc trướng thành màu gan heo sắc mặt. Hắn thản nhiên nói, muốn trở thành dịp cô nương khách quý, cũng không phải bằng âm thanh thăng chức được, còn muốn đề cao mình. Nói xong, hắn thượng tam lâu, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, đi vào dịp vô song gian phòng. PS, sở dĩ đổi mới không quy luật là bởi vì ta muốn đính hôn, tại làm chút chuẩn bị, đính hôn phía sau, liền khôi phục bình thường. Chương 174, dịp vô song thân phận chân chính. Còn muốn đề cao mình. Cái này ý gì? rất rõ ràng liền là nói cho hắn biết ngươi quá kém cỏi còn chưa xứng thế tử quan ninh nói chuyện quá phận đây không phải đem tất cả chúng ta đều trào phúng sao bên cạnh có người tức giận phụ họa đoạn hòa ngọc âm thanh lạnh lùng nói này quan ninh quá qua cuồng vọng cũng dám nói lời như vậy phụ thân ta sắp tiền nhiệm binh bộ thượng thư không nói còn lại cuối cùng nhất vòng chức binh bộ hắn tuyệt đối không có khả năng đi qua hắn còn muốn kế thừa trấn bắt vương vị quả thực là nằm mơ đó là quan ninh quá qua cuồng vọng trấn bắc vương phủ vốn thuộc chúng ta thế gia liệt kê lại một mực cách xa rất xa chúng ta đã sớm muốn đem nàng đá ra khỏi quang ninh chỉ sợ không biết hắn sớm đã nhập chúng ta thế gia mắt đoạn hòa ngọc trong ngôn ngữ biểu hiện ra không khéo thế gia tử đệ căn bản không phải tầm thường tương phản đều là tinh anh bởi vì bọn hắn có vô số tư nguyên tạo nên bồi dưỡng tranh giành tình nhân cũng không thể nói rằng cái gì như ngạc quốc công phủ bản thân liền là truyền thừa thế gia quý tộc quyền thế vô tận đoạn hòa ngọc hoàng khố tiêu sái đây vốn chính là rất bình thường sự tình. Chúng ta đi, thù hận này bản thế tử ghi lại. Hắn nói dọa dẫn người rời đi. Bị đương chúng đánh mặt, giờ phút này khó chịu cùng cực, ở lại chỗ này nữa, đợi bị trò cười a. À. Giờ phút này, Quang Ninh đã tiến gian phòng. Cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy phấn trướng rèm đỏ, xa hoa lãng phí chi phong, mà là một mặt trang nhã. Cái này tự hồ cùng túy hoa lâu không hợp nhau. Bốn phía trên tường có mai lan rút cúc bốn vẻ. Cảm giác bên trên không phải nữ tử khuê phòng, trái ngược với là tài tử thư phòng. Quang Ninh xuyên qua hành lang vung lên màn lụa đi vào đến, ánh mắt rơi tại một chỗ. Đó là một đạo uyển chuyển bóng lưng, mặc màu trắng áo tơ trắng, từ sau xem đến, nàng tóc đen ống mượt cũng bị một cây màu trắng dây cột tóc buộc lên. Loại cảm giác này dường như tại phúng viếng. Quang Ninh đôi mắt ngưng lại, hắn mở miệng nói, ngươi là đang cấp đặng khâu phúng viếng a? Mới mặc như thế y phục. Vâng. Thanh âm khôi phục bình thản, tự hồ vừa rồi loại kia mị thanh là mặt khác một cái người danh mãn thượng kinh hoa khôi diệp vô song lại là phế đế dư nghiệp thực tại khiến người chấn kinh quan ninh nhàn nhạt mở miệng cái này tuyệt đối không phải nói hoa là thật là khiếp sợ phế đế dư nghiệp diệp vô song cũng không quay đầu nàng phản hỏi chẳng lẽ quan thế tử cũng cảm thấy chúng ta là phế đế dư nghiệp sao các ngươi hẳn là có lý tưởng có theo đuổi người đi quan ninh nhớ tới đặng khâu chân chính có lý tưởng tinh thần cường đại nhân tài có thể làm đến mức độ như thế cái kia quan thế tử ngươi đâu có phải hay không loại người này? Diệp vô song quay người, nàng chân dung cũng tại Quang ninh trước mắt, không tu phấn trang điểm gương mặt tinh xảo vô song, tại áo tơ trắng bao khỏa phía dưới, như là họa trung tiên tử, đẹp đến mức không gì sánh được, nàng sắc thực xứng đáng hoa khôi, khó trách có cái kia nhiều người điên cuồng mê luyến. Chỉ là ánh mắt của nàng có chút phát hồng, trên gương mặt giống như cũng có nước mắt, hẳn là vừa khóc qua. Ngươi là vì đặng khâu mà khóc? Đặng công cao thượng, vô song theo đó lễ tế. Đặng công. Quang Ninh nghi ngờ nói, ta vẫn cho là ngươi là đặng khâu thủ hạ, hiện tại xem ra đặng khâu là thủ hạ ngươi, ngươi hẳn là các ngươi những người này, địa vị tối cao. Ngươi biết ta là ai? Dịp vô song chọn lấy liễu mi. Chỉ là cho mày, cũng làm người ta cảm thấy thương tiếc. Nàng dung mạo khí chất, tại Quang Ninh thấy qua mỹ nữ bên trong, ứng hàng vị trí đầu não. Biết đại khái. Là ai? Quang Ninh đi đến trước mặt nàng ngồi xuống, hắn trầm giọng nói, tục truyền Long An đế năm đó bị đoạt vị lúc, vừa lúc có một đứa bé hàng thế, nói là đã chết yểu, xem ra là không có, ngươi chính là đứa bé kia đi. Đúng, ta là. Diệp vô song trực tiếp thừa nhận. Lúc đó, phản quân đánh vào hoàng cung, còn tại tả lót ta bị một tên thái giám mang ra cung, bởi vì ta mới ra sinh, cũng bởi vì ta quá nhỏ, cho nên không có người để ý, đến nỗi ta cái kia mấy cái ca ca tỷ tỷ, liền không có như vậy may mắn, đều bị giết chết. quan Ninh nghe lấy cũng không khỏi kinh ngạc. Vị tỷ tỷ này theo nhỏ nhất tuổi tác tính toán đều đã 27, khả năng còn không chỉ nàng là thế nào bảo dưỡng? Suy nghĩ tạp nhạp tránh qua. Quang Ninh nhìn Diệp Vô Song cũng không khỏi tâm sinh cảm khái. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nàng sẽ là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh lá ngọc cành vàng. Mà bây giờ lại lưu lạc phong trần, trở thành danh mãn thượng kinh hoa khôi, thân phận trên lệch, chua sót bên trong chỉ sợ chỉ có chính mình có thể hiểu. Quang Ninh sinh ra chút bội phục chi ý. Như thế xem ra, sau lưng người chính là nàng. Long cảnh đế truy tìm không rõ sống chết Long An đế 27 năm, lại không nghĩ tới hắn nữ nhi liền ở tại ngay dưới mắt. Tiểu ẩn ẩn mình trong thiên nhiên, đại ẩn thì ẩn bên trong thành thị. Lời này quả nhiên là có đạo lý. Suy nghĩ tránh qua. Quang Ninh hỏi, như thế nói đến, đặng Khâu chỗ chấp hành tử gian kế hoạch là ngươi định. Là hai chúng ta cộng đồng thương nghị, lúc đầu sẽ không dính đến đặng Khâu, là hắn sau đến bổ sung, muốn lấy tính mạng mình đi lấp bổ, để kế hoạch này càng thêm hoàn mỹ. Cũng không chỉ là chính hắn tính mạng, còn có đặng phủ trên dưới 50 cái nhân mạng, còn có đồng tộc thân nhân chờ. Quang Ninh lắc đầu. Lúc này mới là nhất làm cho hắn rung động bội phục. Giết người người kỳ thực không hung ác. Chính thức hung ác là giết người phía sau lại tự sát. Đặng khâu ác hơn. Hắn là kéo lấy người cả nhà tự bạo. Diệp vô song nói khẽ, làm phụ thân ngươi xảy ra chuyện sau, chúng ta liền phát giác được đây là một cơ hội, nhưng này lúc ngươi thanh danh quá kém, lúc đầu ta cũng không có ôm cái gì hy vọng. Đặng khâu đưa ra không đồng ý với ý kiến, hắn nói hoàng khố phá của cũng không thể nói rằng cái gì, có thể là một loại khôn khéo biểu hiện cái này đều có thể tắm bất quá quan ninh cũng minh bạch trấn bắc vương phủ nhất làm cho hoàng thất kiên kỵ cũng không phải là nàng quyền thế cực trọng mà là đời đời anh tài mỗi một người thừa kế đều vô cùng ưu tú dạng này là đủ cam đoan một cái gia tộc sừng sững không ngã nếu như đi ra một cái hoàng khố cái này liền sẽ để người khác để thả lỏng cảnh giác cho nên lúc này mới là mọi người sẽ như thế cho rằng nguyên nhân bọn họ cảm thấy quan ninh là trang mà hiện tại loại thuyết pháp này càng ngày càng bị nhân tướng tin bởi vì quang ninh biểu hiện ra có thể một cái người thế nào lại đột nhiên có như thế đại chuyển biến trừ phi hắn trước kia là trang quang ninh cũng rất bất đắc dĩ cũng không trang mà là thay người cho nên liền có sau đó sự tình từ ngươi đến kinh trên đường liền có khảo nghiệm cuối cùng khảo nghiệm liền là ngươi bắt đến đặng thâu diệp vô song trầm giọng nói phía sau kế hoạch đều là hắn định không chỉ là vì ngươi cũng là vì đã kích triều đình ngươi khả năng chú ý tới bởi vì chuyện này triều đình lòng người bàn hoàng liên lụy ra một nhóm lớn quan viên, khiến cho trong triều rất nhiều quan viên trống chỗ, đây chính là mục đích. Tại sao lựa chọn ta? Quan Ninh nhìn ánh mắt của nàng. Bởi vì ngươi theo chúng ta không mưu mà hợp, người đang bức bách phía dưới là sẽ phản kháng, ngươi tất nhiên sẽ điều tra, liền chứng minh ngươi có không an phận tâm. Như thế trọng yếu bí mật cũng dám nói với ta. Quan Ninh mở miệng nói, ngươi không sợ cũng cáo phát. Ngươi như cáo phát đã sớm cáo, còn cần đợi đến hiện tại. Ngươi trước tại cáo phát cũng muộn, bởi vì chúng ta đã tiếp xúc qua, ngươi dù cho cáo phát cũng sẽ bị hoài nghi. thật sự là nữ nhân thông minh a. À? quan ninh nhịn không được cảm khái. đặng khâu trong thư để cho ta làm các ngươi tân lĩnh tụ. vâng. vậy ngươi cũng phải nghe từ ta. đúng. diệp vô song thần sắc kiên định. ps cvt câu tiểu ẩn với đại ẩn tương tự câu này, đại ẩn tại triều, trung ẩn tại thị và tiểu ẩn tại lâm. Theo chú dẫn của một thạc sĩ trong sách thì bậc ẩn lớn thì ở trong cơ quan trung ương, tại triều thì đương nhiên phải làm quan hoặc hiếm hoi thì phải làm vua. Tể tướng quản Di Ngô thời Xuân Thu được coi là ẩn quan. Minh quân thiền sư Trần Thái Tông, ông vua vĩ đại của Đại Việt thế kỷ 13 được coi là ẩn vương. Bậc ẩn vừa thì ở chợ, thi thoảng có bán thịt như chu hợi, môn khách xuất sắc nhất của tính lăng quân. Hoặc giả thì ngồi đò chơi xuông như ông già bến ngự phan bội châu. Cuối cùng bất đắc dĩ thì phải ở rừng để thành ẩn nhỏ. Chu Văn An là một minh họa đại hiền nhân này đã chọn cho mình kim danh là tiểu ẩn. Chương 175, đại tỷ, ta còn nhỏ. Làm cái gì đều có thể. Quang Ninh ánh mắt nhìn chầm chầm nàng, mang theo không kiên nể gì cả quét qua nàng kiều thân thể, loại này ám chỉ làm sao có thể không minh bạch. Có thể. Diệp vô song bình tĩnh nói, chỉ cần ngươi muốn muốn, ta tùy thời có thể cho ngươi. Nàng tuy nhiên lưu lạc phong trần, nhưng từng cũng là công chúa, có hoàng thất huyết mạch, lại có thể nói ra lời như vậy. Chúng ta lựa chọn ngươi là nguyên nhân. Diệp vô song trầm giọng nói, cha truyền con nối truyền thừa trấn Bắc Vương Phủ, vốn phải là đại khang vương triều tôn quý nhất thế gia, có thể hết lần này tới lần khác không cùng cái kia chút thế tộc tương giao, không cùng thông đồng làm bậy, chỉ có một viên báo quốc chi tâm, cũng cho nên bị thế tộc chỗ bài xích. Quang Ninh không nói gì. Những tình huống này hắn đương nhiên biết rõ. Nói thí dụ như vừa rồi gặp được đoạn Hòa Ngọc, bản thân liền cùng thuộc thế gia liệt kê, nhưng song phương mâu thuẫn cực lớn. Bọn họ tại bài xích chèn ép. Đây chính là nguyên nhân. Bây giờ, trấn bắc vương phủ gặp chèn ép thậm chí là bức bách ngươi sẽ thản nhiên nhận lấy sao diệp vô song nói tiếp chúng ta kết luận ngươi là sẽ không ngươi có thế trong bóng tối điều tra đến đặng khâu trên thân liền là tốt nhất chứng minh cho nên chúng ta lựa chọn ngươi ngươi chính là tân lĩnh tụ đồng thời ta sẽ gả cho ngươi vì ngươi sinh con đối với nữ nhân mà nói cái này vốn là là rất khó có thể sự tình nhưng nàng lại rất tự nhiên nói ra không có chút nào không thích hợp rồi mới chờ phục hồi phía sau đứa bé này kế thừa hoàng vị cũng liền có các ngươi hoàng thất huyết mạch Quan Ninh minh bạch bọn họ dự định. Chính là như vậy. Ngươi đem sự tình nghĩ quá đơn giản, các ngươi 27 năm đều không có làm thành sự tình, là có thế tùy tiện làm đến. Chúng ta 27 năm đều các loại, lại đợi bao lâu cũng đều chờ lên. Diệp vô song một cái không có cảm tình băng lãnh máy móc. Nữ nhân này có chút đáng sợ. Quang Ninh thở dài, hắn trầm giọng nói, kỳ thực ngươi cũng rất không dễ dàng, một cái nhu nhược nữ tử chèo chống lâu như vậy. Ngươi ý gì? Diệp vô song đôi mắt ngưng lại phụ thân ngươi cũng chính là long an đế kỳ thực căn bản cũng không phải là mất tích tiềm tàng mà là chết quan ninh nhìn thẳng lấy nàng rất xác định nói ra từ đầu đến cuối cũng chỉ có cái này một vị nàng ẩn giấu tại sau lưng đánh long an đế chiêu bài phải thì như thế nào không phải thì như thế nào có khác nhau sao dịp vô song trực tiếp phản bác đương nhiên là có khác nhau quan ninh mở miệng nói ngươi vô luận thế nào nói đều là nữ nhân tuy rằng tại sau lưng thao túng nhưng thời gian lâu dù sao cũng không thể làm cho người tinh phục cho nên ngươi liền có cảm giác nguy cơ ngươi muốn tìm một cái có thể làm hộ giúp người ta nói đúng sao vị này hoa khôi tiền triều công chúa kỳ thực tâm cơ cực nặng tính kế cực sâu nữ nhân này cho quan ninh cảm giác rất nguy hiểm nàng sau lưng thao túng phế đế dư nghiệt lâu như vậy đây chính là lớn nhất chứng minh lợi hại quá lợi hại quan ninh nhịn không được cảm thán ngươi nói với lại làm sao ta có thể đem những cái này đều nói cho ngươi liền đã hiện ra lớn nhất thành ý. Diệp vô song nhìn Quang Ninh. Ngươi như đáp ứng, ngươi có thể được đến ta, đạt được ta phía sau thế lực to lớn, thậm chí sau này công thành phía sau đế vị. Nàng thần sắc trong nháy mắt chuyển biến, trở nên tràn ngập dụ hoặc cảm giác, tại thời khắc này, nàng liền là danh mãn thượng kinh hoa khôi, lúc này mới là nàng bản chất. Thân thể nàng nghiêng về phía trước, thân eo uống lượng, đem tốt đẹp thân hình hoàng mỹ hiện ra. Để Quang Ninh đều có loại xúc động. Tương truyền hoa khôi Diệp vô song có nhiều phó gương mặt có thế ngự tỷ, có thể la lị có thể mặn có thể ngọt hiện tại xem ra quả nhiên danh bất hư truyền đại tỷ đừng dùng bài này ta còn nhỏ quan ninh bận bịu khoát tay ân diệp vô song thần sắc trong nháy mắt ngai trệ trong nháy mắt phá công cùng này cùng lúc quan ninh cảm nhận được to lớn oán khí ngươi gọi ta cái gì đại tỷ đúng a à, ngươi niên kỹ bao nhiêu tâm lý không có số a à? ngươi diệp vô song thở sâu một nhẫn lại nhẫn Ta thành ý, đã hiện ra, ngươi đâu?" Quang Ninh lắc đầu nói, "Ngươi nghĩ muốn ta nói cái gì? Thật làm các ngươi lãnh tụ, ta có thể không có hứng thú. Ngươi hoài nghi chúng ta thực lực. Có chúng ta trợ giúp, có thể cho ngươi cung cấp rất nhiều tiện lợi." Diệp Vô Song mở miệng nói, "Tìm tàng 27 năm, chúng ta thế lực có ngươi không tưởng tượng nổi lớn. Ta biết a, à, có thể điều này cùng ta có cái gì quan hệ?" Quang Ninh còn mang theo rất sâu cảnh giác. Hắn không có khả năng chỉ là gặp một mặt, liền nói rõ ngọn ngành coi như phải dùng, cũng chỉ có thể là lợi dụng, cũng là sau này sự tình. Ngươi có thể là lòng có cảnh giác, chậm rãi ngươi liền có thể cảm giác được chúng ta lợi hại. Diệp vô song rất xác định nói, ngươi lập tức liền có thể trải nghiệm đến. Cáo từ. Quang Ninh lại không có nhiều lời, trực tiếp rời đi. Hắn chỉ là hiếu kỳ. Hiện tại đã xác định suy nghĩ trong lòng, liền sinh thoái ý. Nữ nhân này quá lợi hại, cũng quá nguy hiểm. Ngươi. Cái này muốn đi. Không được, còn không thể đi. Quang Ninh vừa đứng dậy lại ngồi xuống. Thật vất vả có thể đi vào hoa khôi khuê phòng, ta muốn ngủ lại một đêm, dạng này mới có thể để cho người khác đố kỵ ta. Đúng. Quang Ninh nghĩ đến. Vì có thể hấp thu đến càng lớn oán khí, chỉ có thể làm như vậy. Cái này rất đơn giản a, à, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta đêm nay liền có thể phục thị ngươi. Diệp vô song ném cái mị nhãn. Nàng lại bắt đầu chuyển biến thần sắc. Ngươi đừng làm bộ dạng này. Quang Ninh bận biểu nói, ngươi cho rằng ta là loại kia thấy nữ nhân không dời nổi bước chân người nghe nói tuyên ninh công chúa đến nay đều không cùng ngươi cùng phòng ngươi cũng có thể nhịn thụ dịp vô song đứng dậy hướng nàng đi đi qua bên hông dây thắt lưng lặng yên trượt xuống áo trắng tản ra lộ ra bên trong tinh xảo cái yếm cái này quang ninh đều muốn chảy máu mũi ta cũng là công chúa a dịp vô song sắc mặt lên một vòng đỏ bừng bị hình dáng càng sâu trực tiếp đem quang ninh dốc sức trên giường bị phản công ngươi đây là chơi với lửa. Quan Ninh cũng không phải liễu hạ huệ, tuyên Ninh công chúa một mực cự tuyệt cùng phòng, để hắn vốn là có chút không thoải mái. Kỳ thực cũng nghẹn thật lâu. Nếu như vậy ngươi cũng có thế không động với Trung, vậy ta thật hoài nghi, ngươi có phải là nam nhân hay không? Dụ hoặc gần ngay trước mắt. Ngược lại lúc này, Quan Ninh suy nghĩ trở nên phá lệ thanh minh. Nữ nhân này mục đích tính quá mạnh. Hắn như không khống chế được ở, vậy liền thật liên lụy không rõ. Coi như muốn lợi dụng bọn họ, cũng không nên thành lập tại loại quan hệ này bên trên. Quang Ninh trực tiếp đem đẩy ra. Nếu như ngươi còn như vậy, ta liền đi. Diệp vô song nao nao. Rồi mới đứng dậy, rất tự nhiên đem đai lưng buộc lên. Có thế tại sắc đẹp trước còn có thể bảo trì bản tâm người, mới thật sự là lợi hại người. Ngươi đang thử thăm dò ta. Quang Ninh mới phản ứng được. Đã quan thế tử không thích phong nguyệt, vậy chúng ta có thể đàm luận tình thơ ý họa, tỉ như trước ngươi tại quốc tử giám đàn tấu qua cao sơn lưu thủy, ta liền rất ưa thích. Nàng lại chuyển biến phong cách, thân thiết lại bảo trì khoảng cách. Tốt. Quang Ninh cũng không cự tuyệt. Ngươi muốn chơi, liền chơi với ngươi. Cứ như vậy đi qua một đêm, thẳng đến nhanh hừng đông lúc, Quang Ninh mới rời khỏi trở về. Vì trang bức thật sự là không dễ dàng. Quá vây khốn. Quang Ninh vào cửa phòng muốn bắt đầu ngủ bù. Lúc này bên cạnh cửa phòng mở, Tuyên Ninh công chúa sắc mặt tức giận, trong tay còn cầm lấy một trương viết chữ thẻ, phía trên viết: Ngươi tại Túy Hoa lâu qua một đêm. PS, Đến hôn kết thúc, bởi vì chuyện này cho nên mỗi ngày bề bộn nhiều việc, thực tại không có cách nào, thật có lỗi. Chương 176, đi hướng đã định. Rất rõ ràng đây là tức giận, dù cho nàng không biết nói chuyện, nhưng thông qua ánh mắt cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Đúng a à. Quang Ninh tùy ý nói. Một đêm không có thế nào ngủ, đều vây chết. Tuyên Ninh công chúa lại theo vào đến, tức giận nhìn chồng chọc hắn. Thế nào, ngươi không cho ta ngủ, còn không cho ta tìm người khác ngủ, Quang Ninh hỏi lại nói. Tuyên Ninh công chúa lập tức ngai trệ, sắc mặt biến được phức tạp. Chỉ bất quá Quang Ninh không có chú ý tới. Hắn quá vây khốn, trực tiếp về đi ngủ. Chờ hắn một giấc đứng lên, đã là ban đêm. Ngô quản gia nói với hắn, Tuyên Ninh công chúa lại hồi cung. Về liền về đi. Quang Ninh cũng không có cách. Trong phủ còn có hắn nhỏ mê muội tiết giao, một mực cùng ở bên cạnh hắn, thời khắc dùng sùng bái ánh mắt nhìn hắn. Loại cảm giác này mới là thoải mái triều đình bên kia còn không có có chính thức công bố hắn muốn đi đâu bộ nha trực luân phiên tự hồ là khó sinh theo hắn nhận được tin tức hẳn là sẽ đến công bộ chẳng lẽ lại có biến động quan ninh cũng không để ý đến hắn cùng tiền đại phú chế định thương nghiệp phát triển kế hoạch sát nhập phía sau quan thị nội tình không đủ khiếm khuyết bị bổ đủ dựa vào hoàn toàn mới hình thức cấp tốc phát triển lớn mạnh tiền cảnh vô hạn quan ninh cũng không làm nhất gia độc đại sinh ý hắn kiếm nhiều tiền cũng phải cấp người khác phân chút canh uống cái này khiến quan thị ở kinh thành cấp tốc đứng vững gót chân lôi kéo một nhóm chèn ép một nhóm thương trường như chiến trường hắn tuyển định hàng đầu mục tiêu liền là hồ gia hồ gia là trên kinh thành nổi danh thương nhân nhà nhất là đang cùng tiết gia quan hệ thông gia phía sau lại chính trị bối cảnh kỳ thế đầu rất mạnh quan ninh liền đem nó làm mục tiêu đã kích hắn cho tiền đại phú định nhiệm vụ thứ nhất liền là tại sinh ý phương diện đem hồ gia phá tan mà cái này hoàn toàn liền là tiền đại phú muốn làm chèn ép chiếm đoạt đều giao phó tốt sau này, Quang Ninh làm vung tay trưởng quỷ. Mỗi ngày tại mấy cái cô nương bên người đi tới đi lui, có nhỏ mê muội tiết giao, có hoa khôi diệp vô song, có vĩnh vinh công chúa tiêu nhạc giao, còn có trưởng công chúa tiêu nhạc sang. Thật sự là được không khoái hoạt. Cái này mấy ngày kế tiếp, nhất là cùng tiêu nhạc giao quan hệ đột nhiên tăng mạnh, chỗ với mập mờ giai đoạn. Quang Ninh tâm lý trộn lấy vui mừng. Ngươi Long cảnh đế không phải chèn ép ta a? À. Vậy ta đem ngươi ba cô nương đều cua tới tay. Thoải mái thời gian qua không có mấy ngày, trong triều cuối cùng có rõ ràng tin tức công bố hắn đến bộ nha cuối cùng định ra không phải công bộ mà là binh bộ cũng không biết triều đình tiến hành dạng gì giao phong vậy mà lâm thời biến phế đế dư nghiệp liên lụy nghiêm trọng nhất liền là binh bộ chủ quan đều bị thay đổi nguyên binh bộ thượng thư từ trường anh đều bị giáng chức xuống tới binh bộ quan viên trống chỗ nghiêm trọng cơ hồ đến một cái thay máu lớn đại chỉnh đốn loại tình huống này hiển nhiên không thích hợp quan ninh đến trực luân phiên vốn là muốn thả đến cuối cùng nhất hiện tại sớm rất rõ ràng, Quang Ninh tại hộ bộ trực luân phiên đạt được ưu đẳng, để bọn hắn có cảm giác nguy cơ. Còn có một cái rất trọng yếu tình huống. Cái kia chính là mới binh bộ thượng thư đã định ra. Hắn liền là ngạc quốc công đoạn án. Túy hoa lâu, vẫn là gian kia một mặt trang nhã gian phòng. Quang Ninh cùng Diệp vô song ngồi đối diện nhau. Mấy ngày này hắn thành nơi này khách quen, thường xuyên sẽ tới. Không vì những thứ khác, chính là vì hấp thu oán khí. Mỗi coi hắn nên ngang thượng tam lâu, liền cảm nhận được một sóng lớn oán khí loại cảm giác này quá thoải mái. Ngươi liền muốn đến binh bộ. Diệp vô song mở miệng nói, nguyên bản tiết hoài nhân tự mình đi tìm công bộ thượng thư quán khâu, tấn vương cũng đi tìm tần vương, cho ngươi thiết lập gian nan nhiệm vụ, để ngươi không thông qua được khảo hạch, nhưng trên thực tế, công bộ không phải một cái dễ dàng ra chiến tích địa phương, khảo hạch cũng không có định tính, với lại cũng không phải ngắn hạn có thể thực hiện. Công bộ thượng thư quán khâu là một cái phải thiết thực người, hắn rất ít tham gia cùng đảng tranh, không nhất định liền khuynh hướng bọn họ, cho nên đổi. Thân thể tại thanh lâu, lại biết rõ trong triều sự tình. Nữ nhân này quá có cách thức. Mấy ngày này quan ninh tấp nập tới, kỳ thực liền có dò xét cơ sở ý tứ. Diệp vô song cả ngày ngay ở chỗ này, không từng ly khai, trong tay nàng tất nhiên có rất cường đại mạng lưới tình báo. Quang Ninh tiếp tục nghe lấy. Mới binh bộ thượng thư là ngạc quốc công, hắn liền là đoạn hòa ngọc phụ thân, cũng là thế tộc đại biểu bên trong, đối ngươi thái độ rất rõ ràng. Diệp vô song nói tiếp, bọn họ cho ngươi khảo hạch nhiệm vụ đã định ra, liền là để ngươi làm binh bộ chưa hoàn thành chuyện trọng yếu quang ninh đôi mắt ngưng lại tại hắn tra án trong lúc đó binh bộ xác thực có rất nhiều sự vụ chủ yếu làm liền là lính mới thành lập công việc lính mới phiên hào an bắc quân từ trấn bắc đại tướng quân thống lĩnh bọn họ mới lập chính là vì thay thế trấn bắc quân cho nên ngươi hẳn phải biết tại sao để ngươi làm chuyện này đi quang ninh đương nhiên minh bạch đây chính là tru tâm an bắc quân thành lập cũng liền ý nghĩa trấn bắc quân cô đơn Ngươi thân là trấn Bắc Vương phủ thế tử, thậm chí sắp kế thừa vương vị, mặc đối với chuyện này nên lựa chọn như thế nào? Cái này khảo nghiệm mới thật khó. Nếu ngươi cự tuyệt, liền sẽ trực tiếp thất bại. Nếu ngươi dụng tâm hoàn thành, cái này khiến người khác thế nào xem? Nếu ngươi không cần, cũng tương tự sẽ tìm cớ phán định thất bại. Muốn được ưu đẳng, phải dùng tâm dùng lực đi hoàn thành. Mà ngươi làm như vậy, ngược lại là đối tự thân đã kích. Đây là đoạn án đề nghị. Diệp Vô Song mở miệng nói, người này tâm cơ rất sâu, đây là cho ngươi một cái lưỡng nan lựa chọn. Trên thực tế, thành lập An Bắc quân lực cảng rất lớn, chủ yếu liền nằm ở phương Bắc Sáu Châu, bởi vì nơi đó bách tính chỉ tính nhiệm trấn Bắc quân, nếu như từ ngươi đến thôi động thành lập, tình huống lại không giống nhau. Quá vô sĩ. Quang Ninh cũng biết rất khó. Bất quá ta càng hiếu kỳ là, ngươi tại sao liền loại này bí ẩn đều biết. Những tin tức này, bây giờ còn chưa chính thức công bố, còn tại nội bộ thương thảo giai đoạn. Không phải hạch tâm người không có khả năng biết rõ. Tiêu Nhạc Giao cũng giúp hắn tìm hiểu qua, nhưng không có kết quả. Chẳng lẽ các ngươi tại binh bộ còn có người? Quan Ninh nhịn không được hỏi. Đặng Khâu là binh bộ Tả Thị Lan, người đứng thứ hai tồn tại, hắn là phế đế dư nghiệt liền đã rất để chấn kinh. Khó nói cái này còn không phải sâu nhất. Ta nói qua chúng ta tìm tàng 27 năm, cũng không phải ẩn giấu một cách vô ích. Diệp Vô Song nói thẳng, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, mới tiền nhiệm binh bộ Tả Thị Lan phí điền chính là chúng ta người. Ngươi nói cái gì? Quan Ninh thật là khiếp sợ. Đi một cái đặng khâu, lại tới một cái đặng khâu nhị đại. Là, hắn sẽ cho ngươi một chút trợ giúp. Diệp Vô Song mở miệng nói, nhưng có thể hay không hoàn thành khảo hạch, còn nằm ở chính ngươi lựa chọn. Các ngươi là tiếp cận binh bộ. Quang Ninh phản hỏi, sẽ không lại phải tự bạo đi? Sẽ không. Diệp Vô Song bình tĩnh nói, đến một lần cũng không phải là mỗi người đều có đặng công như vậy vĩ đại, thứ hai có thể tới như thế cao vị, cũng không dễ dàng. Quang Ninh trong lòng nhưng đối với những người này lại có mới quen. Có ít đồ. Lại qua một ngày, binh bộ chính thức phát ra thông báo. Từ trực luân phiên quan viên quan ninh phụ trách an bắc quân thành lập sự tình, cái này chứng minh dịp vô song lời nói không ngoa. Trong triều lập tức lên một mảnh nghị luận, đều tại phỏng đoán quan ninh nên lựa chọn như thế nào. Chương 177, chỉ vì đại nghĩa. Quang Ninh đương nhiên biết rõ bọn họ là ý gì, liền là bức lấy hắn cự tuyệt lần khảo hạch này. Nhưng hắn sẽ cự tuyệt sao? Đương nhiên sẽ không so sánh với thanh danh tới nói, kế thừa trấn Bắc Vương vị mới là trọng yếu nhất. Hắn chẳng những sẽ làm, còn sẽ làm tốt, để bọn hắn tìm không ra một điểm mau bệnh. Sáng sớm, Quang Ninh cử lấy tiểu bạch mã đến binh bộ. Triều đình lục bộ, hắn đối binh bộ quen thuộc nhất, có thế tính là cho nên nặng bơi, lại đến lại là mặt khác cảm giác, đã quen thuộc lại mạch sinh, liền thủ vệ binh lính đều toàn bộ thay đổi. Binh bộ trọng địa, người không phận sự miễn vào. Thủ vệ binh lính đem hắn ngăn lại, mặt không biểu tình mở miệng. Mù ngươi mắt chó, các ngươi ngay cả ta quan ninh cũng dám cản quan ninh căn bản không cho bọn hắn sắc mặt tốt hắn đến binh bộ chính là muốn đem uy thế đứng lên đến nguyên lai là quan đại nhân tiểu nhân thật có mắt không trồng mong rằng chuộc tội cái này mấy cái thủ vệ sắc mặt lập tức chuyển biến bận bịu mở miệng nói xin lỗi tên người bóng cây binh bộ có thế có hiện tại hoàn toàn là quan ninh một tay tạo thành bọn họ những cái này binh bộ người càng có thế minh bạch làm thủ vệ binh lính căn bản vốn không dám mạnh miệng đem ta tiểu bạch mã chăm sóc tốt như xảy ra vấn đề duy ngươi là hỏi quang ninh trực tiếp an bài vâng dẫn đầu thủ vệ từ quang ninh trong tay tiếp qua dây cương quang ninh ngang nhiên tiếng binh bộ quan thế tử thật lớn quan uy a à. liền tại lúc này có một đạo lạnh tiếng vang lên đối diện có mấy người này đi tới cầm đầu là một năm gần ngũ tuần người mặc chính tam phẩm quan phục quan viên hắn dáng người trung đẳng da dẻ hơi đen giờ phút này chính đối xử lạnh nhạt nhìn quang ninh chính tam phẩm tại binh bộ cũng chỉ có hai cái người, phân biệt là tả hữu thị lan. Tả thị lan phí điền, nghe dịp vô song nói qua là bọn họ người, cũng cùng hắn cụ thể miêu tả qua, cùng người này hình tượng không hợp. Cho nên người trước mắt này chỉ có thể là binh bộ hữu thị lan đồng quán. Kinh lịch phế đế dư nghiệt tác động đến phía sau, binh bộ tam đại chủ quan toàn bộ thay đổi. Cái này trong lịch sử cũng là cực ít chuyện phát sinh. Suy nghĩ tránh qua. quan Ninh thản nhiên nói, vị đại nhân này là ai? Hắn mặc dù biết, nhưng lại giả bộ như không biết ngươi thật lớn mật coi như không biết cũng có thể nhận ra tam phẩm triều phục vị này là thị lan đồng đại nhân bên cạnh lập tức có một trung niên người quát lớn ngươi là ai quang ninh nhìn hắn hỏi ti vũ thính lan trung hạ thế người này mang theo ý ngạo nghễ ti vũ thính là binh bộ trừ bốn chủ yếu thanh lại ti bên ngoài trọng yếu hơn bộ môn nàng chức năng liền là xử lý truyền lại các hạng công vụ ti vũ thính lan bên trong chuyên môn phục vụ với binh bộ thượng thư cùng loại với đại quản gia nhân vật chuyển tiếp một dạng có thể làm được cái này cái vị trí người tất nhiên là binh bộ thượng thư thân tính người cái này cũng liền có thể lý giải người này ngạo nghễ nguyên lai là hạ đại nhân thất kính thất kính quan ninh ôm quyền sau một khắc sắc mặt chuyển biến âm thanh lạnh lùng nói ta quan ninh là cái gì người chắc hẳn ngươi là rõ ràng chớ ở trước mặt ta bày ngươi kiểu cách nhà quan cũng không nên bước ngươi tiền nhiệm sau bụi ngươi hạ thế hơi biến sắc mặt hắn tiền nhiệm bị gián chức bị phán đây rõ ràng liền là nguyền rủa hắn đang chuẩn bị mở miệng, lại bị bên cạnh đồng quán đưa tay ngừng. Đã sớm nghe nói quan thế tử hành sự cùng vọng không coi ai ra gì, hôm nay thế nhưng là nhìn thấy. Đồng quán đối xử lạnh nhạt nhìn quan ninh. Binh bộ đã không phải là trước kia binh bộ, càng không phải là ngươi có thế diệu võ dương oai địa phương. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Quang Ninh mở miệng nói, ta là tới trực luân phiên, không phải đến kéo nói nhảm, mau đem tương quan công việc giao nhận. Như thế nói đến, ngươi là muốn tiếp chuyện xui xẻo này. Tại sao không tiếp? đồng quán hiển nhiên không nghĩ tới quan ninh thật nguyện ý tiếp chuyện xui xẻo này lập tức hắn thản nhiên nói an bắt quân thành lập là tương đối quan trọng hạng mục công việc ngươi như làm không tốt tự có xử trí hạ thế ngươi dẫn hắn đi làm để ý thân thể vì binh bộ thị lan hắn tự nhiên không thể cùng quan ninh trước mặt mọi người nổi tranh chấp càng không thể trở ngại quan ninh trực luân phiên theo ta đi hạ thế lạnh giọng nói một câu liền đi ở phía trước mang theo đến một gian phòng trực đây là ngươi văn phòng địa phương ngươi muốn làm liền là chế định an bắt quân cần nhân số danh sách nhân viên vũ khí phân phối các loại công việc hạ thế âm thanh lạnh lùng nói mặt khác phải có nói rõ chi tiết giải thích phương án chế định về sau sẽ từ nội các thẩm để ý nếu có không hợp để ý hoặc bất công chỗ liền sẽ ảnh hưởng ngươi bình đẳng nơi này có thứ mà ngươi cần cuốn sách văn thư có thể thẩm tra hắn đại khái giao phó vài câu liền cười lạnh lấy rời đi hắn thấy quan ninh căn bản cũng không có khả năng hoàn thành chuyện xui xẻo này trấn bắc vương xảy ra chuyện sau Long cảnh đế hạ chỉ đem thủ vệ sự tình giao với trấn bắc đại tướng quân quan tử an. Sau lại lâm thời điều quân đến phương bắc biên cảnh, phía sau lại đem trấn bắc quân điều cách, đến Lũng Châu. Cho nên triều đình muốn thành lập quân chính quy, thay thế trấn bắc quân trấn thủ phương bắc, đem này quân phiên hào định là An Bắc. Đây chính là đại bối cảnh. Chính thức thành lập một nhánh quân đội, đầu tiên muốn dùng định ra một cái kỹ càng phương án. Căn cứ tình huống thực tế, xác định quân đội nhân số, vũ khí trang bị, chủ yếu tướng lãnh chờ những cái này đều muốn từ binh bộ hoàn thành ra kỹ càng phương án về sau giao cho nội các xét duyệt đưa ra nghi vấn lại tiến hành sửa đổi rồi mới xác định chấp hành quá trình rất phức tạp dính đến các mặt cái này cần đối địa phương tình hình chiến tranh tình huống thực tế thậm chí mỗi một chủ yếu tướng lãnh đều quen thuộc bình thường cần binh bộ bốn chủ yếu thanh lại ti cùng một chỗ tới làm nhưng hiện tại cũng giao cho quang ninh một cái người có thể nghĩ cái này độ khó khăn lớn bao nhiêu lúc đầu chuyện này một mực là đặng khâu chủ trì tại làm. Quang Ninh điều tra binh bộ liên tục án giết người lúc, vũ khố ti đều đã đang tiến hành vũ khí trang bị điều phối. Nhưng bởi vì đây là đặng khâu phụ trách, mà hắn lại là phế đế dư nghiệt, cho nên đang tiến hành hạng một công việc bị kêu dừng, đồng thời lật đổ một lần nữa chế định. Lính mới thành lập, là một quốc gia trọng đại bí mật, như vẫn như cũ tiếp tục sử dụng trước đó, chỉ sợ đã sớm bị phế đế dư nghiệt biết được. Đây là rất có thể lo sự tình. Hết thảy làm lại. Quang Ninh không có tham khảo, những cái này đều cần chính hắn hoàn thành. Quang Ninh ngồi tại sau cái bàn, xoa xoa đầu. Hắn cảm giác được áp lực. Bởi vì ở trong đó dính đến đồ vật quá nhiều. Muốn thông qua nội các khảo hạch, càng là khó càng thêm khó. Nhất vấn đề mấu chốt là, chi quân đội này là cho trấn bắt đại tướng quân quan tử an thống lĩnh, lại có phức tạp bối cảnh. Ngươi làm càng tốt càng toàn diện, đều là thành toàn đối thủ. Quang Ninh đầu tiên muốn vượt qua là mình tư tâm. Nhưng hắn không có tư tâm. Vô luận trong quốc gia bộ như thế nào, vô luận hắn cùng quan tử an lớn bao nhiêu cừu oán hắn cũng không thể đối với việc này có tư tâm bởi vì chi quân đội này là muốn trấn thủ phương bắc chống cự mang hoang như quân đội xảy ra vấn đề bị mang hoang càng qua biên cảnh chịu khổ gặp nạn gặp nạn chỉ có thể là dân chúng vô tội cái này không quan hệ lập trường chỉ là vì đại nghĩa suy nghĩ tránh qua quan ninh ánh mắt trở nên kiên định nội tâm thầm nghĩ ước chừng các ngươi cho là ta sẽ có tư tâm các ngươi quá coi thường ta ta sẽ hết sức làm ra một phần hoàng mỹ lính mới thành lập phương án, các ngươi tiếp thu hay không, là các ngươi sự tình, nhưng ta không thẹn với lương tâm. Chương 178, Quan Phong Tử, lần nữa thượng tuyến. Đến từ hiện đại Quang Ninh cũng không phải là một cái thuần túy chủ nghĩa bản thân người, hắn thâm thụ kiếp trước văn hóa ảnh hưởng. Tỷ như thiên tử thủ quốc môn, quân vương tử xã tắc, tỷ như này sinh không hối hận nhập hoa hạ, kiếp sau nguyện đang trồng hoa gia. Những cái này không khỏi là một loại đại nghĩa thể hiện. Trong lòng của hắn có đại nghĩa, tại trong trí nhớ mang hoang nguy hại cực lớn bọn họ là giả mang dân tộc du mục bọn họ chỉ biết giết đốt đánh cướp như nàng qua biên cảnh lúc này mới là tai nạn lại không biết sẽ có bao nhiêu dân chúng vô tội gặp nạn lại có bao nhiêu gia đình phân mảnh đây là quan ninh không muốn nhìn thấy trấn bắt quân đầu thứ nhất huấn khiến chính là cận kề cái chết ngăn trở địch nhiều như thế năm qua vẫn luôn là làm như vậy hiện tại trấn bắt quân bị điều cách nhưng biên cảnh không thể không quản mang theo dạng này ý nghĩ Quang Ninh vứt bỏ bất luận cái gì tạp niệm, bắt đầu chế định phương án. Đại Khang Vương triều địa phương chính thức trú quân dựa theo quy mô chia làm 6 cấp bậc, phân biệt là 10.000 cấp, 30.000 cấp, 50.000 cấp, 10 vạn cấp, 300.000 cấp, 500.000 cấp. Cấp bậc này đại biểu là binh lực quy mô số lượng, căn cứ là địa phương thực tế tình hình chiến tranh. Như Trấn Bắc quân, liền là 300.000. Mà mới thành lập An Bắc quân đem muốn thay thế Trấn Bắc quân thủ vệ phương Bắc. Quang Ninh trực tiếp trên giấy viết xuống mấy chữ. Đẳng cấp cao nhất 500.000 cấp quân đội chiến lực cũng không thể quơ đủ cả nắm, binh lực số lượng cung cấp, cũng không có nghĩa là chiến lực ngang nhau. Trấn Bắc quân là đại khang vương triều mạnh nhất đại quân đội, đây là công nhận. Cho nên vì càng bảo hiểm, An Bắc quân nhất định phải đạt tới tối cao đẳng cấp, đồng thời Quang Ninh lại tại phía sau làm bổ sung, khác thêm 10 vạn lính mới quân dự bị. Phương Bắc muốn thời gian dài đối mặt chiến tranh, tân binh đương nhiên không được, chỉ có thể là lão binh, cần cùng địa phương khác điều phối. Đem địa phương khác không lâm chiến quân đội điều đến phương Bắc, lại triệu tân binh bổ sung tại cơ sở này bên trên lại thêm 10 vạn quân dự bị đây là vì phòng ngừa có bất chợt tới phát tình huống có thể trên đỉnh đến xác định binh lực số lượng đây là bước đầu tiên phía sau liền cần điều phối địa phương các chỉ quân đội bởi vì là cùng mang hoang đối địch cái này liền cần quân đội có rất cao tố chất bộ binh làm phụ kỵ binh làm chủ đại khang làm trung nguyên quốc gia chiến mã nghiêm trọng quyết thiếu trấn bắt quân sở dĩ cường hãn cũng là bởi vì ba vạn đại quân có gần một nửa thiết kỵ nuôi chiến mã huấn kỵ binh bắt buộc phải làm. Quang Ninh tại phương án bên trong nói rõ chi tiết lợi hại, cũng không tự giác đem hắn biết kinh nghiệm kiếp trước nhập. Đây không chỉ là một phần phương án, càng là một thiên sách luận. Đại khung giá định ra, hậu tục bổ sung liền cần rất nhiều cụ thể tin tức, tỉ như vũ khí trang bị tuyển dụng, chủ yếu tướng lãnh phân công. Đây đều là muốn làm sự tình. Quang Ninh chưa hề tại binh bộ nhận chức, tự nhiên không hiểu những tình huống này, liền bắt đầu tường tra ghi chép. Đây mới thực sự là khó được địa phương lúc đầu cần cả binh bộ mới có thể làm sự tình tốt, nhưng lại giao cho hắn. Quang Ninh cũng không cảm thấy có áp lực, hắn thấy đây là một cái cơ hội, càng là một trận lịch luyện. Hắn bắt đầu ra tìm lật xem, kỹ càng giải cần thiết tin tức hạng mục công việc, như bọc biển hút nước trầm mê trong đó. Tìm tới hữu dụng tin tức, rồi mới xếp vào phương án bên trong, lại kết hợp chính mình kinh nghiệm học thức. Quang Phong Tử, lần nữa thượng tuyến. Hắn cũng không có đem cái này xem như là một lần thảo hạch, là xem như một lần học tập muốn làm liền làm đến tốt nhất, làm đến nhất toàn diện. Không phải vì chính hắn, cũng không phải vì đại khang, chỉ vì phương bắc cái kia chút dân chúng vô tội, không ác gặp thụ chiến tranh xâm hại. Bất quá lần này Quang Ninh cũng không phải là giống trước đó tại hộ bộ như thế, chỉ cần so sánh cung cấp sổ sách liền có thể hạch toán ra kết quả, còn cần tìm khắp nơi người hỏi ý. Tại hắn bận rộn lấy. Cũng tương tự nhận cửa ải cực kỳ lớn chú, vẫn luôn có người nhìn chồng chọc hắn. Tại một gian rộng rãi sáng người gian phòng, có một năm gần ngủ tuần người trung niên đứng tại rộng thùng thình sau cái bàn. Đã là cái tuổi này, nhưng hắn thân tài vẫn như cũ bảo trì lấy khôi ngô, hắn da dẻ hơi đen, mắt mắt sáng sáng, mang theo một loại sát phạt chi khí, mặc tấm chính nhị phẩm quan phục cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác áp bách. Hắn liền là binh bộ thượng thư, đoạn án. Trừ cái đó ra, hắn còn có một cái thân phận, quý tộc ngạc quốc công. Đoạn án xuất thân quân võ, thời gian dài trong quân đội nhận chức, bây giờ ra nhậm chức binh bộ thượng thư, đánh vỡ dĩ vãng tiền lệ. Binh bộ tuy nhiên nắm toàn bộ cả nước quân vụ, nhưng binh bộ thượng thư phần lớn đều là văn thần xuất thân. Lấy văn trì võ. Là đại khang vương triều cho tới nay đều có tối quy. Cho nên đoạn án ra nhậm chức, có thể nói là đánh vỡ thường quy, nhất là tại trước mắt bối cảnh dưới, có rất sâu ẩn hàm. Binh bộ ra phế đế dư nghiệt đại án, tiến hành đại chỉnh đốn, đại bộ phận chủ quan toàn bộ thay đổi, đây chính là đoạn án thủ bút. Người này phong cách hành sự cường ngạnh, đem trong quân đội cái kia một bộ đưa vào binh bộ, trong khoảng thời gian ngắn liền đem nơi này chế tạo thành độc đoán. Ở trước mặt hắn, có hai người lời dẫn lấy, thái độ kiêm tốn. Hữu thị Lan đồng quán thân eo chỗ ngoặt lợi hại, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Ở bên trái là một cái da dẻ hơi mập trắng, có lẽ bởi vì mập mạp nguyên nhân, cảm giác trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười, khiến người cảm thấy rất dễ chịu. Nàng hai tay cút trước người, thân eo xa không có đồng quán chỗ ngoặt như vậy khoa trương, nhưng biểu hiện ra cung kính. Hắn liền là thay thế đặng khâu, mới tiền nhiệm binh bộ tả thị lan phí điền. Quang Ninh, tại nghiêm túc làm a đoạn án cầm trong tay văn thư buông xuống ngẩng đầu hỏi thanh âm hắn khoan hậu thô kệch như thân hình hắn một dạng bẩm đại nhân lời nói quan ninh đã tại làm nghe nói nàng tìm khắp nơi người hỏi ý biểu hiện ra nghiêm túc bộ dáng đồng quán mau mau trả lời nói ta nhìn hắn căn bản chính là tại giả vờ giả vịt phương án này dính đến quá nhiều há lại hắn có thể làm tốt cũng không nhất định tạ thị lan phí điền cười nhạt nói lúc trước hắn đến hộ bộ ai có thể nghĩ đến nàng thật có thể hạch toán ra kết quả, hung hăng đánh tất cả mọi người mặt. Phí đại nhân nói có để ý, bất quá binh bộ lại cùng hộ bộ khác biệt, đây chính là lính mới thành lập, nói thật liền ngay cả ta đều có áp lực rất lớn, hắn thế nào có thể có thể làm được. Đồng quán căn bản không tin tưởng. Có áp lực cũng phải hoàn thành. Đoạn án nhìn thẳng lấy hắn, mở miệng nói, binh bộ cơ hồ thay máu lớn, chúng ta tiền nhiệm hàng đầu làm sự tình, liền là lính mới thành lập, cái này đã trì hoãn hồi lâu, là đệ nhất sự việc cần giải quyết ngươi cái kia phần phương án làm như thế nào? Nguyên lai like đồng quán cũng cùng quan ninh làm đồng dạng sự tình, trước đó phương án bị lật đổ, binh bộ cũng muốn một lần nữa chế định, cái này vốn là chức trách chi công việc nội bộ. Đã không sai biệt lắm, chỉ còn lại vũ khí trang bị, còn có chủ yếu tướng lãnh tùy ý tuyển. Những cái này cần ngài đến quyết định. Đồng quán định nọt cười. Đoạn án hài lòng gật gật đầu, cái này đồng quán thật đúng là người thông minh, vũ khí trang bị bên trong có thể có lợi, chủ yếu tướng lãnh bổ nhiệm càng là trọng yếu nhất, có thể thừa cơ an bài người một nhà, cũng có thể tiến hành trao đổi ít lợi. Cốt tốt làm, chúng ta muốn tại Quang Ninh phương án làm ra, cùng lúc giao cho nội các xét duyệt, khả năng bệ hạ đều sẽ dự thính. Đoạn án thản nhiên nói, ta không hy vọng hộ bộ sự tình phát sinh tại chúng ta binh bộ phát sinh. Loại tình huống này căn bản vốn không tồn tại. Phí Điền cười nói, Quang Ninh coi như có thể làm hoàng mỹ, nhưng cũng không trốn được qua tư tâm. Không sai. Đoạn án mở miệng nói, chỉ cần hắn có tư tâm, phương án này liền sẽ có thiếu hụt chỉ là một điểm, liền là đủ để hắn thất bại, ta không tin hắn có thể làm đến, càng không tin hắn không có tư tâm. Chương 179, Cải tiến y ngựa Đây đều là đoàn đại nhân trí kế vô song mới có thể nghĩ ra như thế phương thức, tại hạ bội phục. Đồng quán lại đập mông ngựa. Mặc dù biết, nhưng đoạn án vẫn cảm thấy rất được lợi. Nói ít những thứ vô dụng này, ngươi cũng không nên cho ta mất mặt. Đồng quán cũng có thế gia bối cảnh, cho nên đoạn án mới đem như thế chuyện trọng yếu giao cho hắn, đến nỗi tả thị lan phí điền, thi đậu tiến sĩ nhập hàng lâm viện, là chính thống xuất thân quan văn, cùng hắn chưa quen thuộc. Bất quá cái người này là trong triều nổi danh người hiền lành, cả ngày cười tủm tỉm, đối với hắn an bài đều rất phục tùng. Tỷ như hắn đem lính mới thành lập như thế chuyện trọng yếu đều giao cho đồng quán, phí điền lại cũng không có ý kiến gì. Phối hợp coi như không tệ, hắn cũng rất hài lòng. Binh bộ còn có không ít quan viên trống chỗ, chức mới, vũ khố hai ti chủ quan lang trung còn chưa định ra, phí điền ngươi có cái gì nhân tuyển có thể đề cử đoạn án rất rõ ràng ám chỉ. Đem cái này hai ti chủ quan quyền bổ nhiệm và bãi miễn lợi, giao cho phí điền, dù sao cũng là người đứng thứ hai. Cái này vẫn là ngài đến định đi, ta bên này không có cái gì thí sinh thích hợp. Phí điền khẽ không người, khiêm tốn mà tự nhiên. Ngươi có thể đưa ra. Đoạn án đang chuẩn bị nói cái gì, ngoài cửa có tiếng đập cửa vang lên. Tiến vào. Cửa bị đẩy ra, có một người trung niên đi vào đến. Cao Phi, có chuyện gì sao? Người này là võ tuyển thanh lại ti lan trung, hơn nữa còn là vì số không nhiều không bị đặng thâu liên lụy quan viên mạo muội quấy rầy thật sự là có chuyện quan trọng bẩm báo cao phi mở miệng nói vừa nhận được tin tức quan ninh đến công bộ hắn đưa ra cải tiến y ngựa cải tiến kỵ binh sử dụng công sát vũ khí còn có loại sự tình này đồng quán nghi âm thanh nói cái này quan thế tử cũng quá có thể chạy nhảy đi cải tiến y ngựa hắn cũng làm ra đến y ngựa tức kỵ binh sử dụng y ngựa mã đặng chờ dụng cụ không biết lượng sức thật sự cho rằng hắn cái gì cũng có thể làm thành. Đoạn án lắc đầu, hắn cho tới bây giờ liền không có gặp qua như thế không biết trời cao đất rộng người. Để hắn đến chạy nhảy đi, đến lúc đó mất mặt là chính hắn. Đồng quán rất là kinh thường, hoàn toàn không có để ý. Để hắn chế định lính mới thành lập phương án, hắn lại chạy đến công bộ. Đây không phải hồ nháo. Đây là binh bộ sự tình, cùng công bộ có cái gì quan hệ. Không cần hỏi đến, để hắn chạy nhảy thêm mấy ngày, đến lúc tự có kết quả. Đoạn án tùy ý nói vâng. Hắn cũng cảm thấy rất buồn cười, quân võ xuất thân hắn, đối với y ngựa cũng không mạch sinh, tiếp tục sử dụng nhiều như thế năm, các nước đều không có quá lớn sai lầm, là ngươi nói cải tiến liền có thể thay đổi. Nói mơ giữa ban ngày. Quang Ninh muốn cải tiến y ngựa tin tức rất nhanh lan truyền nhanh chóng. Chủ yếu là hắn chú ý độ quá cao, có chút động tĩnh liền có người chú ý. Bất quá hắn cũng không có che lấp, lúc đầu hắn liền muốn cải tiến y ngựa. Y ngựa là người khống chế ngựa thời điểm, vì dễ dàng hơn khống chế mã thất, sử dụng phụ trợ đồ vật, bao quát y ngựa, cái giàm, thép ngậm, ngựa áo, cúi đầu cách cùng dây cương chờ. Nhìn lên đến tự hồ không có ý nghĩa, nhưng kỳ thật tương đối quan trọng. Như không có yên đạp, mọi người cần cưỡi vượt cùng trần lưng ngựa bên trên, dựa vào bắt lấy dây cương hoặc bờm ngựa cùng sử dụng chân kẹp chặt bụng ngựa dùng chính mình tại mã thất lao vùng vực thời điểm không đến nổi ngã xuống. Nhưng loại phương thức này là rất không đáng tin, đầu tiên là thời gian dài cưỡi ngựa dễ dàng mệt nhọc, cùng lúc tại chạy lưng ngựa bên trên cũng khó có thể hữu hiệu sử dụng cung tiễn mà tại cận chiến bên trong, dẫn ngựa không cách nào tùy tâm sở dục sử dụng đao kiếm cùng trường mâu, chém thẳng hoặc ám sát thất bại, song phương binh khí va chạm chờ đều lúc nào cũng có thể sẽ khiến dẫn ngựa từ trên ngựa trượt xuống. Bởi vậy dạng này kỵ binh trừ tốc độ chiếm ưu bên ngoài, năng lực chiến đấu là kém xa chân đạp thực địa bộ binh. Đại Khang là trung nguyên quốc gia, kỵ binh vốn là khuyết thiếu, cho nên cũng tạo thành nguyên bộ yên ngựa không chiếm được coi trọng. Quang Ninh đang tra duyệt bên trong phát hiện, lúc này y ngựa có rất lớn thiếu hụt. Như mã đặng, Chế tác tương đương nguyên thủy là dùng gia thuộc, tê dại sợi hoặc là thuần túy chất gỗ, không có kim loại vỏ ngoài, loại này đều rất dễ hư hao một nát, có thể có thể chân chính phải dùng thời điểm, lại không được. Còn có một cái chủ yếu thiếu hụt là, bọn họ dùng mã đặng, đều là đăng đạp, chỉ là dùng để lên ngựa. Thực tế trong chiến tranh, chỉ có song đạp mới hữu dụng nhất. Chân đạp trên đến có thể mượn lực, có thể cam đoan thân thể tự do phát huy, đề cao chiến lực. Như không có ngựa đạp thì cần muốn khá cao minh thuật cưỡi ngựa có thể đây vốn chính là trung nguyên quốc gia thiếu hụt mệt, vô luận ngươi thế nào huấn luyện, cũng vô pháp cùng trời sinh thuật cưỡi ngựa cao thủ. Mang tộc so sánh. Mặt khác y ngựa, thậm chí móng ngựa sắc đều có vấn đề. Mà đây đều là chế ước kỵ binh chiến lực nhân tố chủ yếu. Quang Ninh đi vào công bộ, gặp hắn là công bộ hữu thị Lan Vương Đô Thành. Năm nào gần lục tuần, dáng người hơi gầy, nhưng nhìn lên đến rất tinh thần. Công bộ quan viên đa số công tượng xuất thân, đồng thời đều rất phải thiết thực. Sở dĩ làm cho hữu thị Lan tới gặp, hay là bởi vì quan ninh thả ra lời nói quá cứng quan thế tử có cái gì suy nghĩ có thể nói ra chúng ta cộng đồng nghiên cứu thảo luận vương đô thành ngáp một cái nhưng rõ ràng hứng thú thiếu thốn bộ dáng người nào không biết ngươi quan thế tử là cái gì người ngươi sẽ làm thơ biết viết tiểu thuyết còn sẽ làm ăn còn biết kiểm toán chỗ sẽ thật nhiều nhưng cải tiến y ngựa cái này liền có chút không liên quan nhau chuyên nghiệp sự tình ứng từ chuyên nghiệp người làm chậm trễ ngài chút thời gian quan ninh cảm thấy có thế có một vị hữu thị lang gặp hắn liền rất đủ ý tứ hắn thái độ cũng rất tốt đây là ta vẽ ra bản vẽ còn có nói rõ vương đại nhân trước tiên có thể xem một chút không có chuẩn bị hắn là sẽ không tới bản vẽ vương đô thành kinh ngạc xem quan ninh liếc mắt rồi mới nhận lấy đệ nhất tấm bản đồ là một cái mã đặng hắn đương nhiên nhận biết nhưng lại có chút mạch sinh bởi vì cái này cùng truyền thống mã đặng không giống nhau lắm đồ họa rất tốt rất rõ ràng nhìn ra bàn đạp ngựa đăng nhuế so sánh lớn lên, đang thể hiện lên tròn dẹp hình, đạp chân chỗ hơi hướng vào phía trong lõm, mà phùng làm không trong mộ đăng, đăng chui trường học ngắn, đăng thể trình viên sừng hình tam giác, đạp chân chỗ so sánh bình thẳng. Lấy hắn ánh mắt đến xem, hoàng mỹ phù hợp chân người. Đồng thời đây không phải đang mã đặng, mà là song mã đặng. Vương Đô Thành Hoài nghi xem quan ninh liếc mắt, lại nhìn xem một trương, đây là một cái y ngựa. Đồng dạng cùng truyền thống y ngựa khác biệt. Có nói rõ vì, đây là Takashi y ngựa. Vương đô thành liếc mắt liền nhìn ra loài ngựa này yên có thể cho dẫn ngựa dọc ổn định tác dụng so hiện nay đưa vào sử dụng không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Đồng thời yên ngựa cùng mã đặng là nguyên bộ. Nói cách khác có thể chỉnh thể cố định tại lưng ngựa bên trên. Tốt, quá tốt. Vương đô thành là công bộ hữu thị lang, tự nhiên có ánh mắt giờ phút này thu hồi lòng kinh thị, lại không dám thất lễ. Từ nay về sau lật xem đều là bản vẽ. Có móng ngựa sắt, thậm chí đầu ngựa lồng, dây cương cũng có. Đúng là làm cải tiến cải biến tốt hơn. Quang Ninh mặt không biểu tình, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kiếp trước có một câu rất nổi tiếng lời nói. Có rất ít phát minh giống bàn đạp ngựa đơn giản như vậy, mà có rất ít phát minh có như thế trọng đại lịch sử ý nghĩa, bàn đạp ngựa đem suốt vật kéo ứng dụng tại đánh giáp lá cà bên trong, để kỵ binh cùng ngựa kết làm một thể. Vương Đô Thành xem rất tỉ mỉ, một lát nữa, mới là ngẩng đầu. Quan Thế Tử, cái này, thật là ngươi làm được. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh nghi chương 180, quốc sự làm trọng. Vương Đô Thành nội tâm rung động cực nặng. Hắn là công tượng xuất thân, chính là bởi vì hiểu, mới biết được cái này cải tiến chỗ tốt cực lớn. Đối kỵ binh chiến lực tăng phúc không phải một đinh nửa điểm, đồng thời có thể giảm bớt đối trưởng nắm thuật cưỡi ngựa yêu cầu. Nói là một lớn tiên phong cũng không nói quá. Vâng. Quang Ninh hỏi, ngài cảm thấy nó dạng này. Tốt. Thật sự là quá tốt. Vương Đô Thành tán tháng nói, thật không nghĩ tới quan thế tử vậy mà tại công sự dụng cụ phương diện đều có tài như thế có thế, thật là toàn tài là đây. Công tượng xuất thân hắn lại xuất hiện vài câu vẽ nho nhã từ. Nhanh ngồi, ta cho ngươi rót chén trà. Hắn thái độ lập tức chuyển biến. Bất quá cái này bản vẽ có phải hay không không quá hoàn chỉnh. Không sai. Quang Ninh tự nhiên đáp lại. Hoàn chỉnh bản vẽ, hắn thế nào khả năng trực tiếp giao ra. Những bản vẽ này chỉ là bộ phận bản vẽ, quan trọng địa phương đều bị ẩn đến, bao quát kiến tạo tài liệu cần thiết chờ có thiếu thốn tự nhiên không cách nào chế tạo ra thích hợp nhất không biết quan thế tử là có cái gì điều kiện vương đô thành nhìn ra quan ninh ý đồ đã mang theo đến khẳng định là có điều kiện cái này cũng không quá phận hắn quá rõ loại này cải tiến ý nghĩa nặng bao nhiêu lớn ngài có thể hay không đem quán đại nhân ngao đại nhân tìm tới quán khâu là công bộ thượng thư ngao quan lượng là công bộ tả thị lan quan ninh muốn ba vị chủ quan đều tới ngươi chờ chút vương đô thành cũng không có cự tuyệt ngao đại nhân liền tại công bộ quán đại nhân bên ngoài điều tra công sự ta sắp xếp người đến tuân hắn nói xong rời đi chỉ chốc lát tả thị lan ngao quan lượng liền tới xem qua sau đồng dạng kinh động như gặp thiên nhân đến cùng là có cái gì điều kiện cùng hai người chúng ta nói cũng giống như vậy ngao quan lượng mở miệng nói ta không kịp chờ đợi muốn nhìn đến hoàn chỉnh bản vẽ lại chờ chút cái kia ta tự mình đến thúc hắn vội vàng ra đến sắp xếp người đến tìm quán khâu. Lại chờ nửa canh giờ, công bộ thượng thư quán khâu mới là trở về. Hắn không có mặt quan phục, chỉ mặc lấy phổ thông áo bào, phía trên che kính cho bụi, coi trọng đến đầy bụi đất, không có chút nào nhị phẩm quan viên bộ dáng, trái ngược với là lão nông. Quan Ninh lên bội phục chi ý. Có thế như thế phải thiết thực quan viên thật rất ít. Gặp qua quán đại nhân. Thành Bắc bên kia muốn mới đào một đạo rãnh nước, dẫn trong lòng nước sông đổ vào nông điền, đi qua nhìn liếc mắt. Quán Khâu cùng Quang Ninh giải thích một chút, không có chút nào nhị phẩm quan viên giá đỡ. Thành Bắc không phải đã có tam điều rảnh nước sao? Quang Ninh nghi ngờ nói, tại sao còn muốn nào? Ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn nào? Ngao Quang Lượng âm thanh lạnh lùng nói, chính kinh thiếu nước ruộng đất, không chiếm được tưới tiêu, ngược lại là không thiếu ruộng nước, thế nào đều cảm thấy chưa đủ. Quang Ninh minh bạch. Hắn đại khái cũng nghe nói qua, thành bắc mãn lớn ruộng tốt, đều là cái kia chút thế gia quý tộc. Lại là chu môn thịt chó thối, lộ hữu đóng tử cốt tiết mục chúng ta công bộ đều sắp trở thành một ít người tư bộ vương đô thành cũng phát một câu bực tức quan ninh nao nao lời này để lộ ra rất lớn tin tức nói ít những thứ vô dụng này quán khâu quát lớn một câu lại hỏi vội vàng gọi ta trở về là có chuyện gì ngài xem cái này ngao quan lượng chủ động đem bản vẽ cho hắn xem đây là quan thế tử làm ngài nhìn xem quán khâu hiếu kỳ sắc mặt càng ngày càng ngạc nhiên đây thật là ngươi làm vâng trấn bắt quân tại phương bắc thời điểm ngươi không lấy ra trấn bắt quân bị điều cách ngươi mới lấy ra quán khâu một câu nói kia rất có ý tứ cũng có rất sâu ám dụ hiển nhiên hắn cũng nhìn ra giá trị trấn bắt quân ba trăm ngàn có một trăm năm mươi ngàn thiết kỵ nếu có cải tiến y ngựa chiến lược sẽ càng cường đại nhưng bây giờ lại tiện nghi an bắt quân khi đó không phải không nghĩ đến a Quang ninh cảm thấy vị này quán đại nhân có thế tương giao ngươi thật nguyện ý hắn lần nữa hỏi ý ta đương nhiên có tư tâm Quang ninh mở miệng nói các vị đại nhân cũng biết ta chính tại binh bộ vòng chức cái này cải tiến y ngựa chính là chuẩn bị dùng đến an bắt quân kỳ thực hẳn là toàn quân dù sao cái này đều có lợi ích ta đã lấy tới chính là chuẩn bị muốn giao ra nhưng có thể hay không trước ép lấy chờ chính thức xét duyệt lúc lấy thêm ra đến đây chính là ngươi điều kiện mấy người sắc mặt thống nhất hoài nghi đúng vậy a à, có cái gì vấn đề tại sao quán khâu nghi hoặc hỏi ngươi hẳn phải biết an bắt quân thay thế trấn bắt quân còn quốc sự làm trọng, có thể đề cao quân đội chiến lực, liền có thể làm dịu mang hoang nguy hiểm. Quan Ninh một câu nói kia để ba người nổi lòng tôn kính. Quan Thế Tử không hổ là trấn bắt phía sau, dạng này nghĩa cử, vạn phần khó được, ngoại giới đối ngươi hiểu lầm quá lớn. Quán Khâu trầm giọng nói, chỉ bằng quốc sự làm trọng cái này bốn chữ, làm lên cúi đầu. Đúng. Ba người ôm quyền. Nói quá lời. Quan Ninh loay hoay đáp lễ. Ngươi đề nghị có thể thỏa mãn. Quán Khâu trầm giọng nói, vốn chính là muốn tới công bộ vòng chức chỉ bằng cái này cải tiến y ngựa theo đó được ưu đẳng thừa cơ chúng ta sẽ làm cho ngươi ra bình đẳng đúng đây chính là một cơ hội ngao quan lượng cũng phụ họa nói loại này cải tiến ý nghĩa trọng đại bình ưu đẳng người nào cũng không thể nói gì hơn quan ninh trên mặt ý mừng đây cũng là ngoài định mức thu hoạch chỉ là nghe nói tiếc đại nhân tìm qua ngài ta vẫn là công bộ thượng thư quán khâu trầm giọng nói như còn bất công cái kia thật nói bất quá đến đại hoàng tử bên kia đâu? Đại hoàng tử Tần Vương cùng lúc giám thị và quản chế lại bộ cùng công bộ. Chỉ bất quá chủ yếu tại lại bộ, dù sau đó là quản lý quan viên bổ nhiệm và bãi miễn lên chức đệ nhất đại bộ phận. Vì ngươi bình đẳng, là bằng vào chúng ta làm chủ. Vương Đô Thành ngữ khí kiên định. Các ngươi không sợ đắc tội. Quan thế tử nhưng vì đại nghĩa từ bỏ thành kiến, chúng ta lại có thể nào bận tâm quyền quý. Ngao quan lượng cũng là đồng dạng thái độ. Ba vị đại nhân cao thượng, thụ quan ninh cúi đầu đây mới thực sự là quan viên. Nhà ngôn thiểu tự, ta đến vì các vị nói rõ cải tiến chỗ, bổ sung thiếu thốn. Ba người bốn phía, nghe từ giảng giải. Kỳ thực chủ yếu là chất liệu phương diện cải biến, tỉ như mã đặng có thể hoàn toàn áp dụng kim loại chế tác, dạng này có thể bảo vệ bất hủ, còn có chỗ nối tiếp. quan Ninh nghiêm túc giảng giải đứng lên, để ba người càng thêm minh. Đều là chuyên nghiệp xuất thân, trải qua qua giảng giải liền rõ ràng minh bạch. Chúng ta sẽ trước bí mật chế tạo trọn vẹn phối hợp ngươi khảo hạch quán khâu ứng lấy quang ninh yêu cầu rất nhanh đạt thành chung nhận thức gặp được phù hợp tương giao người liền là như thế thống khoái quang ninh liền rời đi công bộ hắn chỉ thấy cái này ba người bọn họ cũng nguyện ý giữ bí mật lại không có cái gì tin tức thả ra lúc đầu thụ chú ý cải tiến y ngựa lại không có đoạn dưới đối với người khác xem ra đây là quang ninh mù chạy nhảy còn không có chạy nhảy đến ý tưởng bên trên mang theo một mảnh nghị luận quang ninh không để ý đến vẫn như cũ đang bận lấy chế định phương án cải tiến y ngựa cũng bất quá là một loại trong đó. thời gian một ngày trời đi qua, quang ninh phương án càng ngày càng hoàn chỉnh, nhưng còn có một cái trọng yếu thiếu thốn. cái kia chính là chủ yếu tướng lãnh nhân tuyển. tại chế định phương án lúc sẽ đem bộ phận này hoàn thiện, tính toán là một loại đề nghị tiến cử, nhưng cũng hẳn là có. có thể quang ninh căn bản vốn không giải. lúc này hắn nghĩ tới một cái người, lại không có so cái người này còn quen thuộc.